chương 61 Một đứa con trai, một nữ nhân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Rầm rầm, tự như gian hà trào lên âm thanh ở trong trời đêm quanh quẩn không dứt, khiến người có loại rùng mình run rẩy cảm giác. Nương theo lấy đạo thân ảnh kia tiếp cận, một cổ kinh thiên sóng lớn cảm giác áp bách từ chính diện đánh tới, đem sở một tiếng cười hoàn toàn ngăn chặn. Thiết đảm thần hầu, chu vô thị, hắn tự mình ra mặt. Hai trăm năm, 300 năm, hoặc là 400 năm trở lên công lực. Công lực của hắn sự hùng hậu, quả thực chính là câu chuyện đáng sợ. Sở mục nhìn xem đạo thân ảnh kia tiếp cận, trong lòng âm thầm cô. Năm đó ở Thái Hồ bên bờ, chu vô thị hút hết 107 vị cao thủ nội lực, dù là bản thân hắn có hạn mức cao nhất, không cách nào đem tất cả mọi người công lực nạp nhập thể nội, nó công lực cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 300 năm vừa mới kia Giang Hà trào lên âm thanh không phải là ảo giác, mà là nội lực vận hành bố trí. Chu Vô Thị đã sớm đạt tới nội khí ngưng dịch trình độ, hải lượng thể lỏng nội khí tại thể nội kinh mạch trào lên, khiến cho Chu Vô Thị trong thân thể phát ra Giang Hà trào lên âm thanh. Bản hầu vốn không có ý định trong khoảng thời gian ngắn ra tay với ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên đối tố tâm xuất thủ. Hỷ nộ không lộ chu vô thị tại thời khắc này hiển lộ ra thật sâu tức giận, hắn hôm nay xuất thủ, chính là muốn trực tiếp lấy sở mục tính mệnh, bởi vì sở mục chạm đến nghịch lân của hắn. Vì thế, dù là bại lộ nguyên bản định dùng tới đối phó tàu chính thuần ám kỳ đều sẽ không tiếc. Mùa đông gió đêm tại lúc này lạnh hơn ba phần, liền ngay cả đoạn thiên nhai mấy người cũng vì chu vô thị giờ phút này bại lộ sát cơ làm chấn kinh, bọn hắn còn chưa hề nhìn thấy chu vô thị như thế nổi giận. Lúc này, liền ngay cả tu luyện tuyệt tình cảm quy hại nhất đau, tại sát cơ bên trên cũng không kịp chu vô thị chi trọng dù là đối mặt như vậy sát cơ sở mục lại là lộ ra không ngoài sở liệu thần sắc chỉ gặp hắn tay trái nhất chuyển cầm chân vũ kiếm cái tay này thả lỏng phía sau không có chút nào rút kiếm chi ý đồng thời hắn nhìn xem chu vô thị cười nhạt nói thần hầu ngươi quả nhiên là đến a không uổng công sở mổ tại thiết trảo phi ưng trước mặt nói ra kế hoạch chu vô thị bước chân dừng lại sắc mặt sắc mặt giận dữ hơi liễm thâm trầm lòng dạ tại lúc này phát giác được sở mục không thích hợp ngươi biết phi ưng là bản hầu người chu vô thị nhìn xem sở mục hỏi thiết trảo phi ưng là chu vô thị chôn ở đông xưởng bên trong sâu nhất quân cờ nguyên bản hắn là định dùng phi ưng tới đối phó tàu chính thuần nếu không phải lần này sở mục chạm đến chu vô thị vẫy ngược hắn cũng sẽ không ở phi ưng rời đi không lâu sau liền ra tay với sở mục khiến cho phi ưng có bại lộ phong hiểm mà bây giờ sở mục lại là nói cho chu vô thị hắn đã sớm biết phi ưng thân phận chân thật cái này gọi chu vô thị làm sao không ngạc nhiên đương nhiên sở mục cười nói nếu không phải là biết được thiết trảo phi ưng là ngươi người sớm cũng đã bắt đầu chấp hành kế hoạch cớ gì lại thuộc lại một lần bước đầu tiên cùng bước thứ hai trên thực tế tại ta đi tới kinh thành trước đó cũng đã bắt đầu chấp hành ngươi tại 20 năm trước sở tác sở vi rất nhanh liền sẽ lộ ra ánh sáng người của Đông Sưởng cũng ngay tại hướng núi Thanh Thành tiến đến. Mà tại Thiên Sơn bí động ngủ say vị kia tố tâm cô nương, từ lâu bị người mang đi. Bước thứ hai loạn nó tâm, đã thành công, thần hầu ngươi tối nay ở đây chặn đánh chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu là ngươi tâm bất loạn, liền sẽ không như vậy sốt ruột. Hiện tại, kế hoạch đã là đến bước thứ ba. Mặc kệ là tại đông xưởng bên trong kể ra, vẫn là tối nay cùng chu vô thị đám người gặp nhau, sở mục đều sớm có kế hoạch. Làm một biết được kịch bản người, sở mục so với ai khác đều hiểu tố tâm tại chu vô thị trong lòng tầm quan trọng, một khi phi ưng đem sở mục kế hoạch tiết lộ cho chu vô thị, chu vô thị khẳng định sẽ đích thân xuống tay với sở mục. Tối nay gặp nhau, hoàn toàn ngay tại sở mục trong dự liệu. Không nhìn chung quanh kia càng thêm hừng hực sát khí, sở mục thông dòng nói. Bước thứ ba, giết một thân. Tại xóa đi thần hầu ngươi ảnh hưởng, cắt giảm loạn tinh thần của ngươi về sau chính là đối bản thân ngươi công sát ta sẽ mời ra ngươi ngày xưa túc địch cổ tam thông để hắn cùng ngươi nối lại hai mươi năm trước trận chiến kia cổ tam thông tào đốc chủ còn có kẻ hèn này thần hầu ngươi có thể chiến thắng một người cũng vô pháp chiến thắng hai người ba người ba bước cờ sát thần hầu ngươi hẳn phải chết cái cuối cùng tử chữ nói ra sát khí đã là đập vào mặt dù là không hiểu rõ nội tình ba vị đại nội mật thám cũng có thể phát giác được kế hoạch này hung hiểm. Bước thứ ba cùng phía trước hai bước khác biệt, một bước này chính là dương mưu, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà tại kinh lịch phía trước hai bước về sau, chu vô thì cơ hồ là chúng bạn xa lánh. 20 năm trước chân tướng lộ ra ánh sáng, sẽ để cho hắn đụng phải giang hồ cừu hận, triều đình hoài nghi, liền ngay cả hắn tự tay bồi dưỡng nghĩa tử nghĩa nữ cũng không nhất định sẽ đứng ở bên phía hắn tố tâm rơi xuống trong tay đối phương cũng làm cho tâm cơ thâm trầm chu vô thị xuất hiện ít có thất thố giống như sở mục nói tới chu vô thị tâm loạn ba bước cờ mỗi một bước đều đánh trúng chu vô thị yếu hại chính chu vô thị cũng không nghĩ tới trên đời này còn sẽ có hiểu rõ như vậy hắn người có thể đem hắn tính toán như vậy thấu triệt kế sách hiện thời chỉ có thể trực tiếp khởi binh tạo phản. Chu vô Thị ánh mắt yếu ớt, tâm cảnh dù loạn, nhưng cơ bản tỉnh táo lại là không mất. Nguyên bản hắn là dự định trước việc trừ tàu chính thuần, lại nắm giữ binh quyền, lấy đường đường đại thế trực tiếp bức chính đức hoàng đế nhường ngôi. Hiện tại kế hoạch bị xáo trộn, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, cái khác bố trí đoán chừng cũng giấu không đi xuống, Chu vô thị trong lòng ám hạ quyết định, chuẩn bị trực tiếp khởi binh tạo phản. Qua nhiều năm như vậy, Chu Vô Thị mượn nhờ vạn tam thiên tài lực cùng hồ Long Sơn Trang tình báo đã sớm trưởng khống không ít nhân mã, mua đại lượng quân giới. Tự như lần này Dương Vũ Hiên sự kiện bên trong cuối cùng thu hoạch được binh phù Dương Vũ Hiên thuộc hạ Chu Tướng Quân, hắn kỳ thật cũng đã sớm đầu nhập Chu Vô Thị, vì đó sử dụng. Mặt khác Chu Vô Thị đem ánh mắt nhắm ngay sở mục, trong mắt phóng xuất ra kẻ này đoạn không thể lưu ý vị. Trước đêm người này chém giết, miễn cho về sau đối phương lại làm cái gì yêu thiêu thân thần hầu, tâm của ngươi thật loạn. Sở mổ đã dự liệu được ngươi sẽ chặn giết, há lại sẽ không có ý vào. Không thể nhìn ra điểm này, nói rõ tâm cảnh của ngươi đã nhận ảnh hưởng. Đối với chu vô thì kia ngo ngoe muốn động sát cơ, sở mục tự nhiên sẽ không không phát hiện được. Nhưng hắn vẫn là một phái thông dông bình tĩnh, nói. Thần hầu không ngại đoán một cái, sở mổ là như thế nào mời cổ tam thông ra tới đối phó ngươi. Phải biết, cổ tam thông trước kia thu ngươi, liền hứa hẹn về sau nhìn thấy thiết đảm thần hầu bốn chữ, liền nửa bước không thể tiến. Vì thế, hắn cho dù là có năng lực xông ra thiên lao, cũng cam nguyện khốn thủ ở trong đó rộng rã hai mươi năm. Ngươi nói, là cái gì để một cái nam nhân đánh vỡ hắn chính miệng ưng thuận hứa hẹn đâu? Tại thời khắc này, sở mục lộ ra vô cùng ác liệt tiếu dung, hắn nhìn về phía chu vô thị ánh mắt đã trêu tức lại lạnh lùng nghiêm nghị, tiếp xuống, liền là chân chính tuyệt sát. Chu vô thị tâm còn chưa đủ loạn, sở mục lại muốn thêm một thanh mảnh liệu. Đáp án rất đơn giản, sở mục nói nói, một đứa con trai, một nữ nhân. Nhi tử, là cổ tam thông nhi tử. Một mực ngồi tại sở mục bên cạnh, cho dù là đối mặt đám người khí thế cùng sát khí đều bình chân như vậy mã sa phu đột nhiên lên tiếng, cũng chậm rãi gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành, nói. Nữ nhân, là cổ tam thông nữ nhân bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Tháng sau, gặp mặt sẽ hiểu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Liền nơi xa truyền đến ánh sáng nhạc, các vị võ công cao thủ nhìn thấy mã xa phu chân diện mục. Hoa trầm tóc cùng mang theo nếp nhăn khóe mắt biểu hiện ra này người đã không còn trẻ nữa, một trương cạo sạch sẽ sợi râu khuôn mặt lại là còn có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ soái khí hắn đối chu vô thì mỉm cười, mang theo ba phần già mà không kính du côn soái Ngồi hai mươi năm lao, ta xem ra so lão chu ngươi đều phải già rồi. Phải biết, tuổi của ta có thể so sánh ngươi bàn nhỏ tuổi tới. Cổ tam thông duỗi ra lưng mỏi, đứng lên cười nói. Một cái là sống an nhàn sung sướng thần hậu, một cái là trong thiên lao ngay cả ba bữa cơm đều không có, chỉ có thể ăn nhện, thạch sùng tù phạm, hai mươi năm tụ cư để cổ tam thông có loại dường như đã có mấy đời cảm giác bất quá chu vô thì lúc này đã vô tâm đi để ý tới cái khác hắn tâm tư tất cả cổ tam thông lúc trước lời nói phía trên cổ tam thông nhi tử cổ tam thông nữ nhân nghĩ đến trước đó cổ tam thông lời đã nói ra chu vô thì chỉ cảm thấy đại não cùng tâm đều cùng một chỗ run rẩy cổ tiền bối một mực tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình hắn nói không tuân thủ hứa hẹn nam nhân không tính là nam nhân sở mục mỉm cười cho chu vô thị viên kia lòng rung rẩy đâm bên trên một cây đao nhưng là vì ngủ say tố tâm cô nương còn có kia vốn không che mặt con ruột cổ tiền bối quyết định đánh vỡ lời hứa của mình đáp ứng cùng thần hầu một trận chiến đây mới là bước thứ hai loạn nó tâm nhất đại sát chiêu hộ long sơn trang thám tử mặc dù nhìn chằm chằm vào sở mục xe ngựa nhưng lấy bọn hắn năng lực lại như thế nào có thể phát giác sở mục tới lui tại xe ngựa tiến vào kinh thành trước đó sở mục liền đã lặng lẽ cùng tàu chính thuần thủ hạ thiên diện lan quân trao đổi thân phận để thiên diện lan quân thay thế mình tiếp tục bị đám thám tử nhìn chằm chằm còn hắn thì thông qua tàu chính thuần con đường âm thầm nhập thiên lao tầng thứ chín cùng cổ tam thông đàm phán về sau liền chỉ cần tại xe ngựa vào kinh thành lại lặng yên đổi về thân phận thuận tiện ngay cả mã xa phu cũng đổi thế là được lão chu a lão chu cổ tam thông nhìn xem chu vô thị nói năm đó ta cùng ngươi quyết chiến thời điểm liền đã phát giác được ngươi không đúng nhưng cổ tam thông không quan tâm những người khác chết sống chỉ quan tâm ngươi ta thắng thua cho nên tại thua với ngươi về sau ta vốn định cả một đời đều ngốc trong thiên lao không ra nhưng có chút sự tình chung quy là người tính không bằng trời tính a à. người tính không bằng trời tính cái này đã là đối với mình tự dễu cũng là đối chu vô thị trào phúng cổ tam thông không nghĩ tới mình đã có nhi tử đồng thời tố tâm vẫn chờ hắn đi cứu cho nên hắn không thể không đánh vỡ mình ưng thuận lời hứa mà chu vô thị hắn thì là tính toán xảo diệu coi là cổ tam thông bị bại thương tích đầy mình lại không tính tới cổ tam thông trên võ đạo là thua cho hắn nửa chiêu nhưng ở trên tình trường lại là hắn chu vô thị thua thất bại thảm hại nhân sinh gặp gỡ chi kỳ diệu thế sự biến hóa vô thường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bất quá chu vô thị lúc này đã vô tâm đi nghe cổ tam thông nói cái gì hắn lúc này trong đầu cây kia dây đàn đã tại vừa rồi sở mục cùng cổ tam thông lời nói bên trong đức đoạn. Cổ tam thông. Giang hà trào lên nội lực hóa thành kinh thiên sóng lớn phá thể mà ra, đường đi mặt đất, hai bên kiến trúc đều tại cùng bạo khí lưu bên trong hạ xuống sụp đổ. Sở mục chỉ thấy hai đạo nhân ảnh ầm vang đụng thẳng vào nhau, cùng bạo khí lãng liền lập tức đem hắn còn có còn lại ba người vọt thẳng bay, để sở mục thẳng tắp bay ra trăm trường xa mới đẩy ra lực lượng dừng ở một một tửu lâu mái nhà thật sự là đủ mạnh a à. sở mục hướng nguyên địa nhìn lại chỉ thấy hai thân ảnh tại không ngừng giao thủ một quanh thân cương khí hộ thể một thân nội lực ngưng tụ thành thực chất phong bạo một cái khác người thì là toàn thân kim hoàng cả người hóa thành một tôn kim nhân cùng nó đánh nhau hấp công đại pháp kim cương bất hoại thần công cái này hai môn thần công người sở hữu tại thời gian qua đi 20 năm sau hôm nay lại lần nữa đại chiến, hai người bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức đều có vạn quân lực, giao thủ nhất lên kình phong giống như bão quá cảnh, để cả con đường đều là các bay đá chạy, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ngôi lầu phòng sụp đổ tại giao thủ trong dư âm. Cổ Tam Thông, còn có Chu Thiết Đảm, hai người bọn họ thực lực đều hoàn toàn không kém hơn vốn đốc chủ A. Âm nhu âm thanh từ khía cạnh truyền đến, Tào Chính Thuần bay thấp tại trên nóc nhà, nhìn xem phương xa giao thủ hai người, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Không, hai người bọn họ bên trong tùy tiện vị nào thực lực đều là vượt qua ngươi. Sở mục ở một bên nghe vậy, trong lòng thầm nhũ nói. Vị này tạo đốc chủ 50 năm đồng tử công mặc dù cường đại dị thường, thắng qua thường nhân trăm năm công lực, nhưng so với hai vị kia đến, vẫn là kém không ít. Trong nguyên tác chu vô thì đánh tàu chính thuận kia là toàn bộ hành trình nghiền ép, một điểm tổn thương đều không bị đánh hậu kỳ thành không phải là tốt xấu còn nôn máu cũng không biết tào chính thuần ở đâu ra lòng tự tin cho là mình có thể cùng hai vị này đấu đương nhiên ở ngoài mặt sở mục vẫn là không thấy chút nào oán thầm chi sắc mà nói hai người bọn họ hai hổ tranh chấp tất có một bị thương vô luận như thế nào người thắng sau cùng cũng chỉ có thể là đốc chủ ngươi một người mà thôi tào chính thuần nghe vậy mặt mo cười đến như hoa cúc nở rộ vui tươi hớn hở cười không ngừng vốn đốc chủ nếu là có thể diệt trừ chu thiết đảm trên triều đình chính là duy vốn đốc chủ độc tôn trên giang hồ chính là sở huynh đệ ngươi xưng hùng tạ đốc chủ ủng hộ sở mục lập tức trả lời hai người liếc nhau trên mặt đều là một bộ người trong đồng đạo tán đồng cảm giác có loại hài hòa ăn ý đến trong lòng là thế nào nghĩ kia liền không biết đang nói phương xa truyền đến liên tiếp loạn soạn ban thanh âm chỉ thấy một đạo thân ảnh vàng ống bị một người khác liên tiếp mảnh kích lồng ngực, phát ra hồng chung đại lữ tiếng vang. Nhưng mà cho dù là bị đòn nghiêm trọng này, cổ tam thông yên nguyên không có một tia khí nhược, kia liên tiếp trọng kích với hắn mà nói giống như đối diện gió xuân nhu hòa, hoàn toàn không cách nào phá đi hắn kim cương bất hoại thần công. Ha ha, lão trư lợn, ngươi đây là đang cho ta xoa bóp sao? Không thể không nói ngươi cái này xoa bóp công phu so với 20 năm trước yếu không ít cổ tam thông cười dài lấy chấn động hai tay, hai tay mang theo vô cùng chi lực ẩm vang đánh lui chu vô thị, ta hôm nay vừa mới ra ngục, còn cần tu dưỡng, cũng không cùng ngươi đánh lâu. Sau ba tháng, ngươi ta tại thiên sơn tái chiến một trận, ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất, sau ba tháng gặp mặt sẽ hiểu. Ngươi nếu không đến, ta liền dẫn tố tâm cùng nhi tử cao chạy xa bay. Ha 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 ha, thoại âm rơi xuống, cổ tam thông liền dẫn một chuỗi phách lối tiếng cười phi thân rời đi đồng thời trong kinh thành bốn phía xuất hiện bó đuốc ánh sáng kia là thành vệ quân nghe ở đây động tỉnh bắt đầu tập quân đến đây xem xét chu vô thị tử huyệt bị chế trụ sau ba tháng thiên sơn chi chiến hắn tất đi không thể nghi ngờ sau ba tháng hết thảy khi thấy rõ ràng sở mục đối tàu chính thuần cười cười vận dụng khinh công rời đi vốn đốc chủ sẽ lập tức điều tra chu vô thị tự mình tiếp xúc binh quyền chứng cứ chỉ chờ sau ba tháng liền đem nó đưa cho cho hoàng thượng. Tào Chính Thuần trong mắt chứa lãnh quan nhìn thoáng qua nơi xa, vốn đốc chủ liền chờ ba tháng. Chu thiết đảm a à, chu thiết đảm, ngươi liền trân quý ba tháng này thời gian đi. Sau ba tháng, vốn đốc chủ tự mình tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, Tào Chính Thuần đồng dạng biến mất tại màn đêm ở trong. Trận này đêm khuya gặp nhau ngay tại này tạm thời hạ mạng, nhưng nó đưa tới liên tiếp đến tiếp sau ảnh hưởng lại tại về sau thời gian bên trong dần dần lên men, tiến tới dẫn phát càng lớn phong bạo. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 Trò chuyện với nhau Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày kế tiếp, có quan hệ 20 năm trước chân tướng liền bắt đầu trên giang hồ lưu truyền, lên tới bát đại môn phái, hạ đến giang hồ lùm cỏ, các nơi đều có thể nghe tới tin tức tin đồn, lời nói 20 năm trước giết người hung phạm là ai. Vô số được nghe tin tức người đều cảm giác khó có thể tin, không thể tin được vị kia hiệp can nghĩa đảm, nổi tiếng thiên hạ thiết đảm thần hầu sẽ là năm đó giết người hung phạm, nhưng ở về sau, Bác Đại môn phái cùng nhau lên tiếng, hướng hộ Long Sơn trang nổi lên, triệt để đem tin tức này ngồi vững, giang hồ lập tức một mảnh xôn xao. Đồng thời, tại trong triều đình tào chính thuần thủ hạ im đảng quan viên nhau nhau vạch tội chu vô thị muốn thỉnh chính đức hoàng đế giáng tội ở trong đó kêu vang dội nhất chính là bị hộ long sơn trang cướp đi giang hồ quyền chấp pháp hình bộ dưới loại tình huống này hộ long sơn trang có thể nói là sức đầu mẻ tráng triều chính hai bên công kích khiến sơn trang mật thám mệt mỏi ứng đối trọng yếu nhất chính là thiết đảm thần hầu chu vô thị tại thời khắc mấu chốt này tại hộ long sơn trong trang biến mất hộ long sơn trang rắn mất đầu ngay sau đó cổ tam thông lại muốn chiến chu vô thì tin tức cũng bắt đầu lưu truyền trên giang hồ một mảnh xôn xao hết thảy đều chiếu vào kế hoạch tiến hành trên quan đạo sở mục thả vừa mới đưa tới tin bồ câu đối bên cạnh cưỡi ngựa cổ tam thông nói như vậy phong thanh dương quả nhiên vẫn là lựa chọn đứng ra ngươi oan tình có thể tẩy thanh cổ tam thông có chút thích ý nhìn xem chung quanh đã lâu phong cảnh trả lời trên thực tế tẩy không rửa sạch oan tình với ta mà nói không trọng yếu, nhưng ta không hy vọng tố tâm cùng không phải nhi sau này nhận những cái được gọi là chính đạo trả thù. Đối ở hiện tại ta đến nói, bọn hắn bình an mới là trọng yếu nhất. Khi biết mình có nhi tử, đồng thời thê tử còn ngủ say 20 năm sau, cổ tam thông cái này võ si rốt cục có biến hóa. Hắn lúc này, trong lòng buông xuống đối võ đạo chấp nhất, dự định đem quãng đời còn lại thời gian đều tiêu vào đền bù vợ con bên trên. Ngươi dạng này tâm tính, dù là chu vô thị tâm loạn, ngươi cũng không nhất định có thể thắng A. Sở mục nói, ta vốn là không thể thắng chu vô thị, cổ tam thông đột nhiên cười nói, 20 năm qua ta ngày ngày ăn nhận thạch sùng, thân thể đã sớm nhanh hao tổn không, căn bản so ra kém lão chu cẩm yên ngọc thực tu dưỡng, còn có thể thường thường âm thầm hút người. Đêm hôm đó ta tự mình thử một lần thực lực của hắn, cũng đã biết được bằng ta hiện tại thân thể, cho dù là tu dưỡng ba tháng cũng thua nhiều tháng thiếu nguyên bản ta là định tìm một cái truyền nhân kế thừa võ công của ta cùng lão chu tái chiến lấy công lực của ta xứng đôi bên trên đối phương trẻ tuổi sức sống nên sẽ có không nhỏ phần thắng đáng tiếc tại có lo lắng về sau ta liền không muốn chết cổ tam thông nguyên bản không ràng buộc chỉ có đối thiên hạ đệ nhất chấp nhất hắn cho dù là chết cũng muốn chứng minh mình mạnh hơn chu vô thị cho nên tại phát hiện thành không phải là cái này chưa điêu khắc ngọc thô về sau hắn dứt khoát liền đem công lực của mình đều truyền cho đối phương để thành không phải là thay thế mình đánh với chu vô thị một trận hiện tại cổ tam thông có lo lắng chủ ý này cũng liền đổi bất quá ta đã xem hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công đều truyền thụ cho ngươi ngươi cũng coi là ta nửa cái truyền nhân ngươi có thể thay thế ta chiến thắng chu vô thị cũng coi là không sai cổ tam thông hiếp mắt cười nói ngươi chi cho nên an bài nhiều như vậy không phải liền là có mình tự thân lên trận đại chiến chu vô thị dự định sao tiểu hồ ly nếu là cổ tam thông mình hắn nhưng thật ra là không có ý định đùa nghịch những thủ đoạn kia loạn chu vô thị tâm hắn cái này võ si muốn là chân chính thiên hạ đệ nhất mà không phải dựa vào âm mưu thủ đoạn nhưng bây giờ cổ tam thông đã buông xuống đối thiên hạ đệ nhất chấp nhất đồng thời hắn ngay từ đầu liền biết được cuối cùng cùng chu vô thị quyết nhất tự chiến người không phải mình hắn tự nhiên không tiếc tại cho lão bằng hữu hạ điểm ngán chân. Đây cũng là một thù trả một thù, còn chu vô thị năm đó hại. Lão chu lần này là tìm đường sống trong chỗ chết, tất nhiên là liều chết một trận chiến, ta nhưng không có ý định đánh bạc tính mệnh cùng hắn một trận chiến, nhiều nhất giúp ngươi tiêu hao một chút, biết sao? Cổ Tam Thông nói. Biết, sở mục nhìn hắn một cái, lão hồ ly. Hắn tự hỏi ẩn tàng phải thật tốt, không nghĩ tới còn là bị đối phương nhìn ra không sai sở mục chính là định mình bên trên chu vô thị kia một thân nội lực có thể nói là thế giới này lớn nhất gói quà đồng thời hắn còn không có tu luyện cùng hấp công đại pháp tương sinh tương khắc kim cương bất hoại thần công chỉ cần đem nó đánh bại liền có thể tiếp thu cả người công lực thử hỏi chuyện này há có thể để cho người khác đánh bại chu vô thị hấp thu công lực sau đó rời đi đây chính là sở mục ở cái thế giới này cuối cùng hành động làm xong một trận này liền muốn về nhà bái sư vậy ngươi cần tại kim cương bất hoại thần công bên trên nhiều bỏ công sức cổ tam thông nhắc nhở nói công lực của ta trên thực tế là kém xa lão chu nhưng bởi vì kim cương bất hoại thần công tồn tại để nội lực của ta xa so với lão chu tinh thuần như thế mới có thể tại năm đó cùng hắn đại chiến ngươi muốn chiến thắng hắn còn phải dựa vào kim cương bất hoại thần công ta minh bạch sở mục gật đầu nói 20 năm trước trận chiến kia, Chu Vô Thị cơ hồ đem cao thủ trên giang hồ đều một mẻ hốt gọn. Về sau 20 năm, hắn lại nhiều như rừng đã hấp thu không ít công lực của người ta, căn cứ nguyên tác bên trong Chu Vô Thị lời nói, đời này của hắn đại khái hấp thu 200 công lực của người ta, như thế mới có hôm nay thực lực. Sở mục nếu muốn ở công lực bên trên cùng Chu Vô Thị sánh vai, vậy ít nhất cũng cần 200 cao thủ cho hắn hút. Nhưng bây giờ giang hồ đâu còn có nhiều cao thủ như vậy a? À? cao thủ đại đa số đều chết trên tay Chu Vô Thị, ngắn ngủi 20 năm còn chưa đủ lấy để thiên hạ xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Cho nên sở mục thắng lợi hy vọng, vẫn là muốn đặt ở kim cương bất hoại thần công bên trên. Môn võ công này cùng bình thường ngoại môn ngạnh công khác biệt, chính là dùng nội lực kết hợp thân thể, hình thành bất phôi chi thân. Tiên thiên cảnh võ giả muốn đem nội khí ngưng dịch, chiết xuất nội lực đồng thời cũng làm cho đan điền có thể chứa đựng càng nhiều nội lực, kim cương bất hoại thần công người tu luyện lại là muốn đem nội lực cùng thân thể kết hợp ngưng tụ thành thể rắn luận chất lượng viễn siêu tiên thiên võ giả đồng thời còn có thể dùng cái này đến hình thành bất phôi kim thân cũng chính là bởi vậy môn này hộ thể thần công không cần lâu dài rèn luyện thân thể chỉ cần công lực đầy đủ liền có thể tu thành có thể nói là cùng hấp công đại pháp xứng nhất thần công hấp công đại pháp tăng trưởng công lực kim cương bất hoại thần công chiết xuất công lực cũng đem nó uy năng tối đại hóa, còn có thể hình thành bất phôi chi thân. Có hai môn thần công bàn thân, cũng khó trách cổ tam thông có thể cùng hấp thu 200 vị cao thủ công lực chu vô thị đấu cái người chết ta sống. Hôm nay thiên hạ cao thủ không kịp 20 năm trước, nhưng tóm lại là có. Chỉ cần đem công lực của bọn hắn đều cướp đoạt, ta kim cương bất hoại thần công cũng kém không nhiều có thể lớn xong rồi nhất là sở mục ánh mắt nhìn về phía phía sau kinh thành phương hướng vị kia ngươi có chủ ý liền tốt nhất vậy ta trước đi tố tâm cùng không phải nhi đã tại quê quán nơi đó chờ ta cổ tam thông tiện tay dơ roi một tiếng hô quát tòa hạ tuấn mã liền mũi tên hướng về phía trước gấp chạy thiên sơn thấy thiên sơn thấy sở mục đối cổ tam thông bóng lưng gọi một tiếng lôi kéo dây cương hướng phía một phương hướng khác mà đi khoảng cách thiên sơn đại chiến còn có ba tháng, ba tháng này, hắn cần phải làm cho tốt bố trí, luyện thành kim cương bất hoại thần công. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 Miệng độn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Yên lặng rừng trúc bên cạnh, một tòa amni cô lặng lặng đứng lặng. Hộ Long Sơn Trang Tam Đại Mật thám riêng phần mình ngồi tại trong rừng trúc trên tảng đá, trừ quy hại nhất đao cái này mặt lạnh nằm bên ngoài, còn lại hai người đều là tâm sự nặng nề, trên mặt có lấy mắt trần có thể thấy thần sắc lo lắng. Thật lâu, đoạn thiên nhai cười khổ một tiếng nói. Ngày đó, ta vốn cho rằng nghĩa phụ là muốn mang bọn ta đi bắt giết phản đồ, không nghĩ tới hắn là nghĩ cho chúng ta có chút chuẩn bị tâm lý, dự định tại sau đó cùng chúng ta ngã bài. Bởi vì làm nghĩa phụ biết, mặc kệ sở mục phải chăng bị chúng ta cầm xuống, Tào Chính Thuần đều sẽ dựa theo kế hoạch làm việc, chuyện của hắn, chú định sẽ bại lộ. Thượng quan Hải Đường tiếp lời nói. Từ khi 20 năm trước kia một sự kiện bị lộ ra về sau, Chu Vô Thị liền cùng cái này ba cái nghĩa tử nghĩa nữ rộng mở giảng, đem 20 năm trước sự tình hoàn chỉnh nói ra, hy vọng ba người có thể giúp hắn một tay. Nhưng Chu Vô Thị tại quá khứ trong 20 năm ngụy giả quá tốt, hắn đối ba người giáo dục cũng quá thành công trừ Quy Hải nhất đao bên ngoài, còn lại hai người đều là lòng tràn đầy chính nghĩa tâm tư, thực tế khó mà cùng Chu Vô Thị đi cùng một chỗ. Nhưng nếu là cùng Chu Vô Thị đối địch, bọn hắn tại trên tình cảm cũng không thể nào nói nổi. Tại Chu Vô Thị không có đối trước khi bọn họ đồng thủ, bọn hắn không cách nào bỏ xuống nhiều năm ân tình, đi đến Chu Vô Thị mặt đối lập. Tại loại mâu thuẫn này tình cảm phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh chạy trốn tới cái này quy hại nhất đau mẫu thân mang tóc tu hành thủy nguyệt trong am hy vọng rời xa thế tục phân tranh đáng tiếc cho dù là trốn đến nơi này lòng của bọn hắn cũng yên nguyên chưa từng bình tĩnh chẳng bằng nói chính là bởi vì chạy trốn tới yên lặng địa phương không có cái khác hỗn loạn ý nghĩ trong lòng mới có thể càng ngày càng nhiều xem ra ba vị hiện tại rất là buồn rầu a à. sở mục thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong rừng trúc nhìn xem ba người nói đào quân. Sở mục. Khác biệt xưng hô, kêu lại là cùng một người, đồng thời đối mang giống nhau cảnh giác. Chu vô thị có hiện tại, cùng người trước mắt này thoát không ra quan hệ. Chính là bởi vì người này cái kia có thể xưng lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, mới có thể để lúc đầu có thể nói là đức cao vọng trọng chu vô thị rơi xuống tình cảnh này. Người tới làm gì? Thượng quan hải đường lẫm âm thanh quát hỏi thượng quan cô nương không muốn như vậy căm thù nhà nói thế nào sở mổ cũng coi là tại lệnh sư môn hạ học tập qua một đoạn thời gian luận quan hệ sở mổ còn là sư đệ của ngươi đâu sở mục lại cười nói các hạ nói đùa ngươi dạng này sư đệ hải đường nhưng không với cao nổi thượng quan hải đường gương mặt lạnh lùng nói chu vô thì không phải người tốt lành gì đối phó chu vô thì sở mục cũng tương tự không phải chỉ bằng vào đối phương những ngày qua hành vi tăng thêm cùng tạo chính thuận làm bạn là đủ cho thấy đối phương tâm tính sở mổ là lòng mang thành ý mà đến ba vị làm gì như vậy từ chối ở ngoài cửa đâu sở mục đối thượng quan hải đường lời nói lạnh nhạt bất vi sở động y nguyên lại cười nói người đến tột cùng có mục đích gì không ngại nói thẳng ra không cần quanh co lòng vòng đoạn thiên nhai nói đã đoàn huynh đều nói như vậy kia sở mổ liền đi thẳng vào vấn đề đi sở mục thu hồi kia khiến người không thích tiếu dung, nghiêm mặt nói, sở mổ này đến mục đích có hai, cái này số một, chính là mời chào ba vị. Đây không có khả năng, đoạn thiên nhai trực tiếp bác bỏ nói, dù là nghĩa phụ coi là thật chủ đạo 20 năm trước kia cọc huyết án, chúng ta cũng sẽ không giúp tào chính thuần đối phó nghĩa phụ. Nghĩa phụ cố nhiên tính tình có thua thiệt, tào chính thuần lại càng không phải là người tốt lành gì. Thoại âm rơi xuống, quy hải nhất đau trực tiếp lộ ra lưỡi đau, động thủ chi ý đã là không thể lại rõ ràng. Nhưng mà sở mục lại là phủ nhận nói. Tào chính thuần. Dĩ nhiên không phải. Sở mổ là thay trong hoàng cung vị kia đến mời chào ba vị đại nội mật thám. Ba vị mật thám sẽ không quên, các ngươi chỗ chịu trách nhiệm là bảo vệ giang sơn xã tắc, mà không phải vì hắn chu vô thị một người chỗ hiệu lực A. Cái này một lời nói ra, nhất thời làm trong lòng ba người gần sóng dâng lên, Ba người bọn họ đều không ngờ tới ở trong đó còn có vị kia thanh danh tương đương hoang đường chính đức hoàng đế tham dự. Thiết đảm thần hầu, Tào chính thuần, hoàng đế, còn có trước mắt cái này khuấy gió nổi mưa nhật nguyệt thần giáo mới nhậm giáo chủ. Ba người chỉ cảm thấy trước mắt hình như có một cổ ám lưu tại cuồng cuộn, lúc nào cũng có thể biến thành kinh thiên sóng lớn. Các ngươi còn không biết đi, nghĩa phụ của các ngươi chi giả tâm, nhưng xa so với Tào chính thuần còn muốn lớn tào chính thuần bất quá là một cái hoạn quan, như thế nào đi nữa cũng không cách nào ngồi lên long ỷ mà nghĩa phụ của các ngươi, hắn nhưng là danh phụ kỳ thực trong hoàng tộc người A, sở mục nhìn xem ba người sắc mặt, liên tiếp ném ra ngoài bom, thiết đảm thần hầu tại quá khứ trong 20 năm, bí mật huấn luyện tử sĩ, mời chào cao thủ, đồng doanh liễu sinh tân âm lưu, trung nguyên vô ngân công tử, còn có thiên hạ đệ nhất phú thương vạn tam thiên, bọn hắn đều là thần hầu người đồng thời tại binh bộ thượng thư một án về sau, thần hầu còn bắt đầu tiếp xúc binh quyền, hiện tại ngay tại ý đồ khởi binh tạo phản, dân chúng lầm than thời gian cũng liền không xa đi. Một lời nói, nói đến đoạn thiên nhai cùng thượng quan hải đường hai người sinh lòng dao động, mà quy hải nhất đau nhìn thấy thượng quan hải đường mặt lộ vẻ vẻ u sầu, cũng là không khỏi nắm chặt chui đau. Tại dính đến giang sơn xã tắc về sau, dù là trước mắt cái này tam đại mật thám là chu vô thị nghĩa tử nghĩa nữ, cũng vô pháp lại nghĩ đến trốn tránh. Bởi vì bọn hắn sở thụ đến giáo dục chính là trung quân ái quốc, bọn hắn cho tới nay tín niệm liền là bảo vệ Đại Minh. Khi nhân sinh tín niệm cùng ân tình sinh ra xung đột thời điểm, bọn hắn liền nhất định phải làm ra lựa chọn. Miệng của ta động là càng ngày càng lợi hại a, à, sở mục mắt thấy ba người này từ Dương cung bạc kiếm đến bây giờ tinh thần không thuộc, cũng không khỏi vì miệng của mình động công phu điểm cái tán. Chân chính qua miệng nghiện về sau, Sở Mục mới biết được vì sao lại có nhiều người như vậy thích dùng miệng độn. Trên lực lượng áp đảo có thể khiến người ta cảm thấy siêu việt cảm giác thỏa mãn, mà trí thông minh bên trên áp chế thì là có thể khiến người ta sinh ra hơn người một bậc cảm giác ưu việt. Xốc lên một trận đại mạc để chúng sinh bởi vì ngươi mà đồng loại kia dẫn đạo hết thảy, chưởng không hết thảy cảm giác, coi là thật có thể khiến người ta mê muội. Mà tại sở Mục đối diện, đoạn thiên nhai cùng thượng quan hải đường đang chần chờ bên trong, nội tâm thiên bình cũng bắt đầu lặng yên chết đi. Sở mục trước đó lời đã nói ra bên trong có nâng lên, đồng doanh liễu sinh tân âm lưu cùng vô ngân công tử đều vì chu vô thị sử dụng, mà hai cái này phân biệt đều cùng hai người có quan hệ. Cái này khiến hai người có một loại bị thao túng nhân sinh lường gạt cảm giác cùng bị lợi dụng cảm giác, cảm thấy chu vô thị đối bọn hắn cũng không như nói tới như vậy có tình cảm, mà là đem bọn hắn xem như quân cờ mà một khi dứt bỏ tình cảm, bọn hắn cùng Chu Vô Thị cũng chỉ có thể đi hướng đối lập. Nhưng mà, cũng liền tại đoạn thiên nhai bọn người muốn hạ tốt quyết định thời điểm, trong rừng trúc tàn ảnh lấp lóe, bốn đạo mặt che hát xa, người mặc lục sắc trang phục thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sở mục quanh người, tám cánh tay trưởng đồng thời bắt được. Tương Tây Tứ Quỷ Suy nghĩ ở trong lòng điện thiểm mà qua đồng thời, một tay nắm đã là bắt lên sở mục vai phải sở mục vội vàng vai phải hơi trầm xuống, như lỏng không phải lỏng, một cổ kình lực dính lên cái bàn tay này, kéo theo lấy chủ nhân thân hình trì trệ, chính là thái cực quyền bên trong, dính, tự quyết. Nhưng ở đồng thời, còn lại ba người cũng là đồng thời công tới, sáu cánh tay chưởng như thiên la địa võng, phong bế sở mục tất cả đường lui. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Tương Tây Tứ Quỷ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com trầm vai khửu tay dĩ tá kỳ lực đồng thời lấy tay trái cầm chân vũ kiếm thay thế bàn tay vạch ra mấy cái vòng tròn thái cực quyền bên trong loạn vòng quyết thi triển ngăn cách bên trái ba cái tay chưởng đồng thời nhu hòa lại cứng cỏi kình lực đem phía sau bắt tới bàn tay hấp thụ tới tại ngắn mũi trong chớp mắt sở mục lợi dụng mới học không bao lâu thái cực quyền hóa giải hai bên trái phải thế công cái này ứng đối không thể vị không đặc sắc cho dù là phái võ đang hiện nhâm trưởng môn sông hư đạo trưởng tới đây, cũng phải vì cái này trong chớp mắt phản ứng khen một tiếng thật hay. Nhưng mà tương tây tứ quỷ mị ảnh thần công nếu là có thể dễ dàng như vậy liền bị đón lấy, vậy bọn hắn cũng không có khả năng che chở vạn tam thiên cái này không biết võ công người bình thường tung hoành thiên hạ khó gặp hiểm cảnh. Đồng dạng am hiểu phá chiêu tá lực mị ảnh thần công thi triển, tâm linh tương thông tương tây tứ quỷ thoáng như một người, tám cánh tay trưởng hoặc kích hoặc chấn, chưởng ảnh bay tán loạn ở giữa đã là tránh thoát sở mục khí kình cầm chế chiêu thức biến ảo tương tây tứ quỷ tại trong một chớp mắt tan mất sở mục kình lực hai người móc chụp ở sở mục hai tay hai người phân lập trước sau chưởng đối sở mục trái tim cùng cuộc sống hai đại yếu hại tương tây tứ quỷ mị ảnh thần công quả thật là lợi hại sở mục yên lặng vận khí chỉ cảm thấy tất cả kình lực tại xuất thể về sau bên cạnh tan biến tại vô hình một thân gân cốt cũng đều bị tóm cơ bản có thể nói là đã không có sức hoàn thủ. Nếu là hắn đem trương tam phong, thái cực quyền kinh, toàn bộ dung hội quán thông, hẳn là liền có thể phá tương tây tứ quỷ mị ảnh thần công, nhưng lúc này sở mục cũng mới tu luyện thái cực công không lâu, liền xem như hắn lại có thiên phú, cũng không có khả năng đạt tới dạng này tiêu chuẩn. Nhưng cho dù là đến dạng này hoàn cảnh, sở mục yên nguyên trấn định tự nhiên, thậm chí còn có tâm tư bình luận mị ảnh thần công, tương tây tứ quỷ liên thủ hóa giải nội lực bản sự quả thật là thiên hạ nhất tuyệt, khó trách được xưng là đánh không chết tương tây tứ quỷ. Một bên thượng quan hải đường nói, nghe đồng tương tây tứ quỷ thụ vạn tam thiên ân huệ, một mực cùng đi tại vạn tam thiên bên người mạo xưng làm hộ vệ, hộ nó chu toàn, đã tương tây tứ quỷ tại cái này, kia vạn tam thiên hải đường quả nhiên thông minh. Rừng trúc bên ngoài chậm rãi đi vào một đạo ung dung thân ảnh, phúc hậu gương mặt nhìn xem hải đường, lộ ra tán dương mỉm cười nói tại có thể thông thần trừ trung nghĩa cùng tình ba chữ khó mà mua được còn lại đều có thể dùng tiền mua đến ta vạn tam thiên khác không nhiều chính là nhiều tiền những năm này ta hành tẩu thiên hạ cứu tế vô số kỳ nhân dị sĩ tương tây tứ quỷ cũng chỉ là một cái trong số đó thôi vị này thiên hạ đệ nhất phú thương am hiểu sâu lấy tiền khắc võ học chí lý mặc dù bản nhân là cái yếu gà nhưng bên cạnh hắn vĩnh viễn không thiếu hộ vệ người. Nhất là cái này tương tây tứ quỷ, bốn người bọn họ cùng lên, chính là tàu chính thuần cũng khó có thể làm bị thương vạn tam thiên mảy mây. Nguyên lai chỉ nghĩ tới đến khuyên một chút ba vị, không nghĩ tới còn bắt lấy đầu cá lớn, vạn tam thiên nhìn xem đám người, cười khẽ nói, xem ra vận khí của ta rất là không tệ. Bị tương tây tứ quỷ bắt, đó chính là ngay cả thần hầu cùng Tào chính thuần đều khó mà tránh thoát vạn tam thiên tuyệt đối có cái này tự tin. Đây chính là ngươi dám xuất hiện tại sở mổ trước mặt ỷ vào sao. Đánh không chết tương tây tứ quỷ. Sở mục có chút khó chịu quay đầu nhìn về phía vạn tam thiên, sắc mặt vẫn như cũ thông dông. Cổ này thông dông, khiến người liên tưởng đến ngày đó tại trên đường dài cùng chu vô thị gặp nhau thời điểm tràn cảnh, khi đó sở mục cũng là như vậy đối mặt chu vô thị. Đại ca, nhất đao, chuẩn bị một chút, nếu là chờ một lúc sở mục không cách nào tránh thoát tương tây tứ quỷ phong tỏa chúng ta liền xuất thủ cứu hắn thượng quan hải đường bờ môi khẽ nhúc nhích hướng còn lại hai người truyền âm nói hải đường ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao đoạn thiên nhai hỏi lại nếu là xuất thủ kia liền không có đường quay về chỉ có thể cùng nghĩa phụ của bọn hắn đối nghịch đến cùng nghĩa phụ từ nhỏ dạy bảo chúng ta bảo vệ quốc gia chúng ta không thể nhìn nghĩa phụ đi lên con đường sai trái mặc kệ, thượng quan hải đường nói, còn nữa, sở mục hiện tại đã có tàu chính thuần cùng nó hợp tác, lại có hoàng thượng ở sau lưng chỗ dựa, luận thế lực, nghĩa phụ đã là ở vào hạ phong. Luận thực lực, đối phương còn có cổ tam thông tại, chúng ta gia nhập, có lẽ còn có cơ hội tại nghĩa phụ lạc bại sau vì đó bảo trụ một cái mạng, đồng thời cùng tàu chính thuần chống lại. Nếu là nghĩa phụ thành công, vậy liền cầm cái này cái tính mạng hoàn lại nghĩa phụ ân tình đi." Quy Hải Nhất Đao nói. Dù sao chỉ cần thượng quan Hải đừng nghĩ chuyện cần làm, hắn Quy Hải Nhất Đao đều duy trì. Cũng tốt." Đoạn Thiên Nhai gật đầu nói. Như Chu Vô Thị bại, bọn hắn liền thay thế Chu Vô Thị, tiếp tục cùng tạo chính thuần đối kháng. Như Chu Vô Thị thắng, vậy liền đem tính mệnh còn cho Chu Vô Thị, lấy toàn những năm này ân tình đây chính là ba người quyết ý quyết định đã hạ ba người liền riêng phần mình vận khí chờ phân phó tùy thời chuẩn bị tương trợ sở mục bất quá chưa chờ bọn hắn có động tác gì bên kia sở mục lại là biến cố nảy sinh chỉ thấy một tầng nhàn nhạc, nhạc kim hoàng chi sắc từ sở mục bên ngoài thân nổi lên không bao lâu liền bao trùm sở mục toàn thân liền phát sắc đều trở nên kim hoàng kim cương bất hoại thần công ba người cùng nhau hoảng sợ nói trước mắt biến hóa này, mặc dù vẻn vẹn một tầng kim quang, không giống cổ tam thông như vậy giống như một tôn kim đúc kim cương, nhưng kia cổ chí kiên chí ngạnh ý cảnh lại là sai không được. Đương kim trên đời, chỉ có kim cương bất hoại thần công có như vậy đặc thù mà cường đại ý cảnh, cũng chỉ có kim cương bất hoại thần công có thể làm sở mục ác chủ bài. Kim cương bất hoại thần công Tương Tây Tứ Quỷ cũng đồng thời phát giác sở mục biến hóa, trước sau hai người đồng thời trưởng kình bắn ra, sắp nát sở một trái tim cùng cột sống. Nhưng mà, mạnh mẽ chưởng lực va chạm đến da thịt lại là phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, tầng kia kim quan nhàn nhạt, nhạt nhìn như đơn bạc, kỳ thực cường đại không thể phá hủy, cho dù là hai vị tiên thiên cao thủ chưởng lực cũng khó có thể vượt qua mảy may. Cứ việc sở mục kim cương bất hoại thần công còn chưa đại thành, nhưng riêng là tầng này kim quan, là đủ chống cự tương tây tứ quỷ công kích. Bất quá, cái này tiêu hao thật đúng là nhanh a à, sở mục cảm thụ được thể nội kia cấp tốc trôi qua nội lực, trong lòng thầm nhũ nói. Kim cương bất hoại thần công cường đại cùng nội lực tiêu hao là thành có quan hệ trực tiếp, nếu là như cổ tam thông như vậy toàn thân hóa thành kim cương chi thể, sở mục xem chừng nội lực của mình nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì ba giây. Hai tay chấn động, cường đại lực đạo như như bài sơn đảo hải tuôn ra. Mị ảnh thần công mặc dù có thể hóa tiêu nội lực, nhưng đối với cái này tồn túy lực lượng lại là không bằng thái cực quyền như vậy am hiểu, khi lực lượng cường đại từ hai tay chấn động mà đến thời điểm, bốn người không khỏi cùng nhau lui lại, phong tỏa tư thế vô bắt lập tức tan rã Tương Tây tứ quỷ, hộ ta rời đi. Vạn Tam Thiên thấy thế, kêu lên. Dưới mắt sở một sử xuất kim cương bất hoại thần công, lại nghĩ có thể bắt được đã là không thể nào, đã là như thế, không bằng nhanh chóng rời đi vạn tam thiên làm trứ danh thương nhân, xu lợi tránh hại bản sự chính là nhất tuyệt. Khi thấy sở mục khó mà cầm nã về sau, hắn liền quả quyết hạ lệnh rời đi, tránh né mũi nhọn. Nhưng mà hắn muốn đi, cũng được đi được mới được. Vạn đại quan nhân chẳng lẽ quên một sự kiện. Sở mục hai tay trình hổ trảo hình, hai cổ vô cùng hấp lực nhiếp trụ muốn muốn rời khỏi tương tây tứ quỷ. Tương tây tứ quỷ từng đi núi thanh thành dạy bảo thiên cương địa sát mị ảnh thần công, mà ta, Liên từng là 36 thiên cương một trong A. Hấp lực càng lúc càng lớn, rõ ràng không có chút nào tiếp xúc, lại đem tương tây tứ quỷ nội lực không ngừng hút đi, thậm chí còn đem thân hình hút nhíp tới. Bực này ta dị võ công, tuyệt không phải trên tư liệu chứa đựng hấp tinh đại pháp. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Đoạt công Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com hấp tinh đại pháp cướp đoạt công lực, là cần tứ chi tiếp xúc thậm chí nội lực tiếp xúc. Nếu là đối nội lực khống chế tốt, thu phóng tự nhiên, cũng có thể tránh khỏi bị cướp đoạt, năm đó tả lãnh thiền cùng nhậm ngã hành giao đấu thời điểm chính là dùng pháp này. Chỉ bất quá cứ như vậy, nếu là đối phương biến hút làm công, liền khó mà kịp thời vận nội lực chống cự. Có thể cách không hấp công, thậm chí trực tiếp hút lại người khác thân hình, trên giang hồ chỉ có một môn võ công có thể làm được. Đó chính là Hấp Công Đại Pháp. Hấp Công Đại Pháp Vạn Tam Thiên cùng Tam Đại Mật Thám cùng nhau hoảng sợ nói. Không sai, đây chính là thần hầu Hấp Công Đại Pháp, hoặc là nói là thiên trì quái hiệp truyền thừa Hấp Công Đại Pháp. Sở mục sông trảo một trảo, tương tây tứ quỷ bị hắn cùng nhau trảo nhiếp tới. Đơn thuần luận công lực, bốn người cũng không thể thắng qua sở mục, tương tây tứ quỷ mạnh tại có thể hóa giải tất cả nội lực mị ảnh thần công một khi Mỹ ảnh thần công bị phá bọn hắn liền vô kế khả thi hai tay riêng phần mình vồ lấy hai cái đầu hấp lực cường đại đem tứ quỷ công lực liên tục không ngừng hút ra đặt vào sở mục thể nội vẽn vẹn mấy tức thời gian bốn người công lực liền bị sở mục cướp đoạt trống không sau đó sở mục hai tay kình lực phun một cái tương tay tứ quỷ xương đầu vỡ vụn cùng nhau bay rớt ra ngoài đâm vào bốn phía thanh trúc bên trên đánh không chết tương tây tứ quỷ chết rồi hiện tại biến thành đánh không chết sở mục sở mục thản nhiên đứng chắp tay nhìn về phía vạn tam thiên vạn tam thiên giao ra đại biểu thân phận của ngươi bách bảo rương ta có thể làm chủ tha cho ngươi khỏi chết tài sản của ta tính mệnh tất cả bách bảo rương bên trên cách bách bảo rương liền không có thân gia ngay cả tính mạng đều khó mà bảo toàn ngươi lấy ta bách bảo rương còn không bằng trực tiếp lấy tính mạng của ta vạn tam thiên cười lạnh nói hắn mặc dù sợ chết nhưng cũng nhận rõ tình thế, càng là như thế, liền càng không thể giao ra Bách Bảo Rương. Bởi vì một khi Bách Bảo Rương không có, hắn cũng liền không có chút giá trị. Sở Mục thấy thế, chỉ là lắc đầu, nói. Như thế ngoan cố chống lại, cũng đừng trách ta đưa ngươi giao cho đông xưởng Tin tưởng đám kia đông xưởng đông xưởng sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn nói chuyện. Hắn trong nháy mắt một điểm, liền cách không điểm trụ vạn tam thiên huyệt đạo về sau tự nhiên sẽ có người tới mang vạn tam thiên trở về, để hắn bàn giao ra nên lời nhắn nhủ đồ vật. Chu vô thị quân giới cùng binh lương tất cả đều là dựa vào vạn tam thiên âm thầm mua, chỉ cần vạn tam thiên bàn giao, chu vô thị quân giới cùng binh lương cơ bản cũng liền không có. Nói thật, sở mục còn thật không rõ vạn tam thiên vì cái gì lúc này khắp nơi sống. Đoán chừng là tương tây tứ quỷ cho tự tin của hắn đi. Tiếp xuống, chính là sở mộ tới đây mục đích thứ hai, sở mục đưa mắt nhìn sang quy hải nhất đao đạo quy hải nhất đao đem phụ thân ngươi quần áo đều lấy ra đi quần áo quy hải nhất đao lông mày xiết chặt nghĩ đến một loại khả năng hùng bá thiên hạ tại phụ thân ta còn sót lại trong quần áo quy hải nhất đao phụ thân quy hải bách luyện năm đó cũng là trong thiên hạ có ít đao pháp cao thủ đang tu luyện hùng bá thiên hạ đao pháp về sau càng có thể nói là thiên hạ đệ nhất đao khách nhưng cái này hùng bá thiên hạ lại là thực sự ma đao, người tu luyện dù là mạnh như quy hải bách luyện đều cuối cùng rồi sẽ rơi vào ma độ, biến thành giết chóc thành cuồng cuồng ma. Cuối cùng, quy hải bách luyện tu luyện đao này về sau, khởi sướng cuồng đến ngay cả mình huynh đệ kết nghĩa đều muốn giết, cuối cùng chết tại thê tử rô vờ nồng đâm lưng phía dưới. Bất quá quy hải nhất đao không biết việc này, hắn chỉ nghĩ tìm tới hùng bá thiên hạ, tu luyện đao pháp làm tốt quy hải bách luyện báo thù. Những năm gần đây, hắn nhiều lần tìm kiếm quy hải bách luyện quần áo, ý đồ tìm tới đao pháp, lại cuối cùng không có kết quả. Nhưng những này bí ẩn cũng không thể giấu giếm được sở mục, làm một nhìn qua kịch bản người, sở mục đối trên đời này không ít chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Muốn có được hùng bá thiên hạ, ngươi cần đem quy hải bách luyện quần áo đặt ở trên lửa nướng mới được. Sở mục nói. Quy hải nhất đau nghe vậy, lập tức vào nhà lấy ra quần áo, cũng dựng lên đóng lửa bốn người cùng một chỗ nhìn xem kia quần áo tại trên lửa bị thiêu đốt nhìn xem trên quần áo hiển lộ ra kim sắc dấu vết tiểu nhân cùng chữ viết hùng bá thiên hạ đao pháp xuất hiện am hiểu đao pháp đoạn thiên nhai cùng quy hải nhất đao vô ý thức liền nhìn xem đao pháp này ở trong lòng thôi diễn sau đó đoạn thiên nhai trên mặt không tự chủ được lưu lại một giọt mồ hôi lạnh tốt tài dị đao pháp đoạn thiên nhai đối quy hải nhất đao khuyên nói nhất đao môn này đao pháp tốt nhất đừng luyện Vẽn vẹn là ở trong lòng thôi diễn, đoạn thiên nhai liền cảm giác một cổ sát ý xông lên đầu, cái này nếu là trực tiếp luyện, sợ không phải muốn thành ma. Không sai, các ngươi tốt nhất đừng luyện. Sở mục vẫy tay một cái, đem quần áo nhíp vào trong tay, che đậy lên bên trên đao pháp, nếu muốn vì cha báo thù, sở mổ có thể để cổ tam thông truyền cho ngươi một môn khác tuyệt thế đao pháp, thậm chí còn có thể nói cho ngươi cựu nhân giết cha là ai. Về phần đao pháp này, liền làm làm cho sở mổ thù lao đi. Nhưng mà quy hải nhất đau chấp nhất, hùng bá thiên hạ, nhiều năm, sau nguyện ý buông tay. Khi phát hiện sở mục lấy đi quần áo về sau, hắn không chút nghĩ ngợi chính là bạc đau trảm ra, lạnh lẽo vô tình đau khí trực tiếp trên người sở mục chém ra một đạo vết đau. Nhất đau. Thượng quan hải đường cả kinh kêu lên. Cũng đúng lúc này, sở mục thân ảnh chậm rãi biến mất, giống như một đạo huyễn ảnh tán trong không khí đoạn thiên nhai thấy thế nói ra là mị ảnh thần công hắn cướp đoạt tương tây tứ quỷ công lực cũng đồng dạng học xong mị ảnh thần công không sai chính là mị ảnh thần công trong rừng trúc truyền đến tiếng vang quy hải nhất đao sở mổ điều kiện sẽ không thay đổi thiên sơn chi chiến hậu ngươi có thể tìm cổ tam thông học đao hắn cũng sẽ nói cho ngươi biết năm đó chân tướng cố mà trân quý hiện tại thời gian đi tiếng vang ung dung có hết thảy tận trong lòng bàn tay tự tin, cũng có một cổ kỳ quái nhẹ nhõm cảm giác. Rừng trúc bên ngoài sở mục cuối cùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Thủy Nguyệt Am, nhẹ giọng nói. Đây cũng là chấm dứt năm đó ta tiếc núi. Đối với cái này tam đại mật thám, sở mục vẫn là có không thấp hảo cảm, cho nên tại không trở ngại mình mục đích tình huống dưới, hắn không tiếc tại cho một điểm nhỏ trợ giúp. Không có hùng bá thiên hạ cùng ta tỳ đạo ba đao, quy hại nhất đau nên cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần có thể tiêu tan cừu hận trong lòng, hắn cũng có thể vượt qua nên có hạnh phúc thời gian. Đây coi như là ta cái này lòng dạ hiểm độc gia hỏa khó được thiện tâm, cố mà trân quý đi. Sở mục nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh biến mất tại rừng trúc bên ngoài. Hắn kế tiếp còn muốn đuổi hướng kế tiếp studio, cũng không có thời gian ở đây hao tổn. Tại Thiên Sơn Chi trước khi chiến đấu, sở mục nhất định phải đem kim cương bất hoại thần công luyện đến đại thành, đồng thời còn muốn đem chiến lực tăng cường đến đủ để đánh bại chu vô thị tình trạng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở cái thế giới này cướp lấy đến lớn nhất trái cây, thuận lợi tại chủ thế giới có lập thân căn bản. Mà muốn tăng cường chiến lực, trừ nội lực bên ngoài, cũng chỉ thừa chiêu thức. Sở mục trong đầu hiện lên mấy đạo thân ảnh, sớm liền chuẩn bị tốt trái cây, nên ngắt lấy. Bây giờ đã có hấp công đại pháp, như vậy cũng nên bắt đầu thu hoạch. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 20 năm trước Chu Vô Thị, 20 năm sau Sở Mục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chỗ Âu Á Đại Lục Nội Địa Thiên Sơn Hệ Thống Núi Chỉnh thể bình quân độ cao so với mặt biển hơn 4.000m Bởi vì mặt kệ Đông Hà, tại ước chừng 3.000m trở lên khu vực đều là lâu dài tuyết động cho nên lại được xưng là Bạch Sơn, núi tuyết. Lúc này, tại Thiên Sơn trên đường núi, một nhóm bảy cái đạo sĩ, người mặc đơn bạc đạo bào, không sợ càng phát ra không khí rét lạnh, tại đường núi gặp ghềnh bên trên bước đi như bay. Đột nhiên, cầm đầu lão đạo bàn tay siết chặt, lợi kiếm từ trong vỏ kiếm nhảy ra, bị số một tay nắm lấy trảm ra kiếm khí, lẫm âm thanh quát. Là vị bằng hữu kia ở chỗ này chờ lấy bần đạo kiếm khí trảm tán cách đó không xa một chỗ đóng tuyết, hiện ra một thân ảnh mờ ảo. Cũng đúng lúc này, đạo thân ảnh kia trưởng phân âm dương, hóa khí thái cực, lấy một tay rất tinh tường tư thế nhẹ nhàng linh hoạt hóa đi xung hư đạo trường kiếm khí, khiến một đám đạo sĩ nghẹn họng nhìn trân trối. Thái cực quyền Xung hư sắc mặt lạnh lùng nói Không sai, đây tuyệt đối chính là thái cực quyền, hơn nữa còn là chính tông nhất phái võ đang đích truyền thậm chí sau so hắn vị này võ đang trưởng môn thái cực quyền còn muốn chính tông. Đương kim trên đời, có thể làm này công, trừ vị kia 20 năm trước thôn nạp võ đang cao thủ công lực thiết đảm thần hầu bên ngoài, cũng chỉ có đoạt đi thái cực quyền kinh nhật nguyệt thần giáo bên trong người. Coi thái cực công lực, xung Hư cảm thấy người này nên là cái sau. Nhật nguyệt thần giáo mới nhậm giáo chủ, sở mục. Một bên đạo sĩ bên trong có người nói. Không sai, chính là sở mổ sở mục từ kia bay ra băng tuyết bên trong thông dông đi ra, nhẹ nhàng phủi phủi trên người bông tuyết, nói. Nghĩ không ra sẽ là sung hư đạo trường cái thứ nhất đuổi tới thiên sơn, đây thật là gọi sở mổ hảo hảo mừng rỡ a. À. Lời vừa nói ra, có lão đạo kinh nghiệm sung hư liền chỉ cảm thấy một cổ âm mưu khí tức đập vào mặt, hắn cổng tại sau lưng tay trái âm thầm làm thủ thế, cũng hỏi. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Nhìn thấy sung hư thủ thế, còn lại sáu cái đạo sĩ bất động thanh sắc di động phân biệt chiếm cứ sáu cái phương vị cùng xung hư ẩn ẩn hình thành một cái chỉnh thể mục đích mà sở mục trên mặt nở rộ tiếu dung mượn ngươi công lực dùng một lát có tính không lời còn chưa dứt liền thấy sở mục thân ảnh giống như quỷ mị lấp lóe như kinh hồng như quỷ ảnh trực tiếp xuất hiện tại xung hư trước người một tay nắm lấy hắn cầm kiếm thủ đoạn ngay sau đó chính là như là vòng xoáy hấp lực từ trên bàn tay xuất hiện thỏa thích thôn phệ lấy sung hư nội lực. Sở mục cùng sung hư ở giữa công lực kém cách quá lớn, lớn đến hắn không cần đối sung hư tạo thành tổn thương, liền có thể trực tiếp cướp đoạt công lực của hắn. Phát giác được sở mục trong lòng bàn tay hấp lực, sung hư lập tức lợi dụng thái cực công giữ vững đang điền, đồng thời một cổ thuần dương chi khí tuôn hướng tay phải, muốn muốn tiến hành phản kích. Phái võ đang thuần dương vô cực công, có thể nói là cùng thiếu lâm, dịch cân kinh, đặt song song tuyệt học, mặc dù sung hư còn chưa tới tiên thiên, nhưng nội lực của hắn tinh thuần lại là không kém chút nào, hắn hoàn toàn có thể giống như phương chứng chống cự hấp tinh đại pháp thôn phệ. Nhưng mà sung hư lần này muốn mặc đúng, lại không phải hấp tinh đại pháp, mà là uy năng cùng tinh thâm trình độ đều muốn viễn siêu hấp tinh đại pháp hấp công đại pháp. Thuần dương chi khí vừa mới đi đến cánh tay kinh mạch liền bị trực tiếp hút vào quá khứ, ngay cả đang điện phòng thủ cũng là trực tiếp tán loạn, Xung hư công lực liền giống như là thủy triều bị cưỡng ép hút đi. Đây cũng không phải là hấp tinh đại pháp nha. Sở mục vừa cười nhắc nhở, một bên rút kiếm nơi tay, trưởng môn phái võ đang biểu tượng chân vũ kiếm hóa ra từng cái vòng tròn, giống như vũng lầy hấp thụ ở còn lại sáu người công tới trường kiếm, chân vũ thất tiệt trận, nghe nói bảy người cùng làm có thể phát huy tương đương với sáu mươi bốn người cường đại kiếm trận. Đáng tiếc xung hư bị ta trực tiếp bắt, các ngươi cũng không phải như Tương Tây Tứ Quỷ đồng tâm đồng lực đa bào thai, muốn dựa vào trận này đến làm tổn thương ta, không khỏi có chút ý nghĩ hảo huyền. Bây giờ Sở Mục đã là luyện hóa Tương Tây Tứ Quỷ chờ bốn vị tiên thiên cao thủ nội lực, cho dù bảy người này công lực cộng lại đều không kịp Sở Mục, chớ nói chi là chủ trận Sung Hư đã bị Sở Mục lấy Như Quỷ Mị tốc độ trực tiếp bắt giữ. Hấp lực cường đại từ chân vũ trên thân kiếm xuất hiện, thông qua trường kiếm kết nối đồng thời thôn nạp còn lại sáu công lực của người ta. Sở mục hai bên hạ thủ, thỏa thích thi triển hấp công đại pháp, tại mấy tức thời gian bên trong đêm sung hương ngay tiếp theo còn lại sáu cái đạo sĩ công lực thôn phệ không còn, tiện thể, hắn thu hoạch thuần dương vô cực công, nhiễu chỉ nhu kiếm, thái cực kiếm chờ một loạt võ đang công phu. Trọng yếu nhất chính là, hắn từ sung hư nơi đó thu hoạch đến tinh thâm thái cực công tạo nghệ, làm phải tự mình nguyên bản chỉ có thể nói là đăng đường nhập thất thái cực công lập tức đạt tới mức lô hỏa thuần thanh đây chính là sở mục nói để hắn hảo hảo mừng rỡ sự tình võ công không thuần thục làm sao bây giờ trực tiếp tìm thuần thục người đoạt a à? xuân hư luyện cả một đời thái cực công mặc dù giới hạn trong các phương diện nhân tố chưa đạt tới tiên thiên chi cảnh nhưng hắn đối với thái cực công hiểu rõ vẫn là tương đối thấu triệt thu hoạch xuân hư công lực sở mục có thể nói là rút ngắn nói ít mấy năm bất quá tại thu hoạch đến tinh thâm tạo nghệ đồng thời sở mục cũng cảm giác được trong lòng mình tạp niệm thịnh lên các loại suy nghĩ liên tiếp không ngừng mà dâng lên cái này nên chính là cổ tam thông nói tới tác dụng phụ sở mục thầm nghĩ hấp công đại pháp giải quyết tốt đẹp tan công vấn đề liền ngay cả đồng tử thân sở tu thiên cương đồng tử công cũng có thể hấp thụ sở mục hiện tại cảm giác cho dù là quỳ hoa nội lực hắn cũng đồng dạng có thể luyện hóa. Thậm chí, tại đoạt lấy công lực đồng thời, còn có thể hấp thu đến bị đoạt công người luyện võ công, hơn nữa có thể trực tiếp vào tay. Dạng này tiện lợi, chính là hấp công đại pháp đáng sợ nhất một điểm. Nhưng ở tiện lợi đồng thời, loại phương thức này cũng đồng dạng có một chút tác dụng phụ. Hấp thụ cảm ngộ chính là là thông qua đem người khác nhục thân ký ức hấp thu đến, này sẽ để hấp công người trong lòng tạp niệm dần lên, cần lấy cực mạnh ý chí đem nó trấn áp lại thông qua thời gian đến đem nó dần dần xóa đi hay là lấy cùng hấp công đại pháp nguyên bộ kim cương bất hoại thần công đến tịnh hóa tâm cảnh lấy trong đó phật môn công pháp đến khu trừ tạp niệm giờ phút này sở mục liền tại phát hiện tạp niệm thịnh lên thời điểm thầm vận tâm pháp đem nó tiêu diệt bất quá nếu là đến hóa thần kỳ trong lúc này lực liền đem dung hợp tinh thần lực lột xác thành chân khí trở nên càng có linh tính cũng càng thụ võ giả thao túng. Bởi như vậy, công lực liền càng khó luyện hóa, cái này tạp niệm vấn đề cũng liền càng khó giải quyết. Sở mục trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Muốn một chiêu tiên cật biến thiên nhưng không dễ dàng như vậy làm được, hấp công đại pháp cường đại nhưng không có cách nào một mực bảo trì. Bất quá, cho dù là vẹn vẹn tác dụng tại cảnh giới trước mắt, cũng đủ làm cho sở mục hưởng thụ. Người tới. Sở mục kêu lên ở phía xa tuyết động phía dưới, từng đạo tuyết trắng thân ảnh đứng dậy. Đem bọn hắn mang đi nhốt lại, chúng ta vị hoàng đế bệ hạ kia sẽ dùng đến sung hư đạo trường. Sở Mục Phân Phó nói. Sung hư lúc này mất đi công lực, bắt đầu không kiên nhẫn trên núi giá lạnh, cống đến rung lập cập, nhưng hắn vẫn là nhìn chầm chầm sở mục chất vấn. Người đến tột cùng muốn làm cái gì? Đương nhiên là lặp lại 20 năm trước chu vô thị hành vi, sở mục cười khẽ nói, ngươi không cảm thấy dưới mắt tràn cảnh này, cùng 20 năm trước rất là tương tự sao? 20 năm trước, bác đại phái cao thủ ước chiến cổ Tam Thông, tụ tập tại Thái Hồ bên bờ. 20 năm sau, vì thấy cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị đại chiến, đồng thời hướng Chu Vô Thị báo thù, bác đại phái đồng dạng ra người đến đây thiên sơn. 20 năm trước có Chu Vô Thị, 20 năm sau có Sở Mục. Nếu là từng cái tìm tới cửa, như thế đã tốn thời gian lại dễ dàng bị người đào thoát thà rằng như vậy, không bằng nghĩ biện pháp đem bọn hắn tụ tập tại một khối, một mẻ hốt gọn, sở mục nói, đây chính là vì sao muốn đem thiên sơn chi chiến tin tức thông truyền thiên hạ nguyên nhân chỗ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 Gặp lại lệnh hồ sung Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Về sau mấy ngày bên trong, sở mục tuần tự đánh bại công luân phái chấn sơn tử, phái nha mi phi phượng tiên tử, phái không động bệnh lão nhân, tiện thể lấy tù binh một đống môn nhân. Hiện tại, sở mục đang cùng ban chủ cái ban giải phong đối trưởng. Đã từng thiên hạ đệ nhất đại ban cái ban, hôm nay đã sớm thành tàn ô nạp cấu chi địa. Bởi vì trong ban cao thủ cơ bản đều chết tại Thái Hồ bên bờ, tăng thêm cái ban bội dưỡng nhân tại cơ chế kém xa lấy cái khác bác đại phái, cho nên cái ban hiện tại chỉ có giải phong như thế một cái lão đầu tử tính đến được mặt bàn nhưng mà, cái này bên trên được mặt bàn vẹn vẹn tương đối bây giờ giang hồ mà nói. Sở mục một trưởng đánh tan giải phong nội lực, một tay cách không hấp công, dễ như trở bàn tay liền để cái này ban chủ cái ban thành một cái võ công hoàn toàn biến mất phế nhân. Các phái bên trong, chỉ có người cái ban đối sở mổ đến nói nhất vô giá trị, hàng long thập bát trưởng gần như thất truyền, bây giờ cái ban hàng long trưởng tất cả đều là bảy liều tám gom lại phế chiêu, ngay cả trắng đều hàng không được. Sở mục dị thường ghét bỏ nhìn thoáng qua giải phong, như thế phế nhân, còn không bằng chết đi coi như xong. Hắn công ngón búng ra, một sợi chỉ phong thẳng đến giải phong đầu lâu. Lấy sở mục hiện tại công lực, cho dù là một sợi chỉ phong cũng có thể tùy tiện đánh tan nhân thể cứng trắng nhất xương cốt, xương đầu. Cái này một sợi chỉ phong nếu là đánh trúng, giải phong lập tức liền muốn mệnh tan tại chỗ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kiếm quan cách không bay tới, kiếm khí ung tùm đúng là tại trong điện quan hỏa thạch chém xuống cái này một sợi chỉ phong cứu hiểu rõ gió tính mệnh ngay sau đó hơn trăm đạo nho nhỏ cái bóng ở phía xa xuất hiện xách bắn lên rơi không bao lâu liền tiếp cận nơi đây độc cô cửu kiếm sở mục đưa tay khẽ vồ như phải bắt được kia đã tán đi kiếm khí phòng thái sư thúc tổ còn có đại sư huynh là các ngươi đến a hai thân ảnh rơi vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn rét lạnh kiếm khí từ trên người bọn họ tán giật mà ra. Cùng lúc đó, sát khí lạnh như băng cũng từ một người trong đó trên thân phát ra, mục tiêu trực chỉ sở mục. Lệnh hồ sung, phong thanh dương, bọn hắn đến. Còn không chỉ. Sở mục ánh mắt từ kia tới gần thân ảnh bên trên băng khoang mà qua, từng gương mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Thiếu lâm tự phương chứng mang theo mấy cái tăng nhân, phái hoa sơn ninh trung tắc mang theo đệ tử, phái tung sơn tả lãnh thiền bên người nương theo lấy còn lại tung sơn thái bảo. Còn có phái hành sơn mạc đại, hàng sơn phái định tĩnh, định nhàn, định giật ba định, phái thái sơn thiên môn đạo nhân cùng hắn ba tên phế vật sư thúc. Ngũ nhạc kiếm phái cùng thiếu lâm tự cùng nhau đến đây, xem ra sở mục ở chỗ này chẳng dết động tác rốt cục bị phát hiện. Lệnh hồ sung nghe thấy sở mục xưng hô, vẻ phức tạp chợt lóe lên, trong đầu dần hiện ra ngày xưa phái hoa sơn quan cảnh. Thời điểm đó phái hoa sơn sư phụ nhạc bất quần chưa chết, thất sư đệ đào quân cũng không phải ma giáo giáo chủ, mọi người cùng nhau vui vẻ sinh hoạt ở trên núi, tự như vĩnh viễn sẽ không biến. Đáng tiếc, cái này ngày xưa quan cảnh tại bây giờ chẳng qua là một cái ảo mộng thôi. Nhạc bất quần chết rồi, hơn nữa là chết trên tay sở mục, có trời mới biết lệnh hồ sung cùng ninh trung tắc thu được tin tức này thời điểm là như thế nào thất thố cùng oán giận. Nghĩ cho tới bây giờ hiện thực, lệnh hồ sung lạnh xuống mặt đến, lạnh giọng nói: đào quân, hôm nay ta lệnh hồ sung liền muốn vi sư cửa thanh lý môn hộ diệt trừ ngươi cái này thí sư tiểu nhân. ai đại sư huynh ngươi thật sự là không hiểu sư đệ ta một mảnh hảo tâm a, à, sở mục làm thở dài hình, chết trong tay ta, sư phụ chí ít có thế có cái thể diện, nếu là tại ngày khác chết tại trong tay người khác, cái kia sư phụ đừng nói thể diện, liền ngay cả phái hoa sơn cũng muốn bởi vì mà chịu nhục. vừa dứt lời. Hàng sơn phái định giật sư thái liền không nhìn được quát mắng. Nói năng bậy bạ. Người tên tiểu nhân này thí sư phản môn còn dám nói mình có lý rồi. Quả thực chính là hèn hạ vô sĩ. Bần đi chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Vô sĩ. Hèn hạ. Định giật lời nói đạt được đối phương tất cả mọi người tán đồng, chính là thiếu lâm tự tăng nhân giờ phút này cũng không nhìn được há miệng quát mắng các ngươi tóm lại là khó có thể lý giải được hảo ý của ta a à. sở mục nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói thôi dù sao chờ một lúc các ngươi không là trở thành tù nhân liền là trở thành người chết sở mổ cần gì phải cùng các ngươi nhiều nói nhảm chân vũ kiếm chầm chậm rút ra một cổ kiếm khí bén nhọn thấu thể mà ra chém ra trên núi hàng phong khiến dần dần phiêu khởi tuyết bay xuất hiện lỗ hổng phong thanh dương cùng lệnh hồ xuân đều là không hẹn mà cùng rút kiếm nơi tay, đồng thời phong thanh dương nhắc nhở xuân nhi cẩn thận hắn lấy hấp tinh đại pháp hấp thu cái ban chờ ngũ đại phái trưởng môn công lực lại lấy tử hà thần công rèn luyện chiết xuất bây giờ công lực đã là vượt xa ngươi ta ta bất thắng chính ta tin tưởng kiếm trong tay của ta có thể sư phụ cha cùng nhâm tiền bối lấy lại công đạo lệnh hồ xuân nắm chặt trường kiếm trong tay trả lời vì bọn họ lấy lại công đạo hà sở mục trực tiếp cười ra tiếng vì nhạc bất quần cùng nhậm ngã hành lấy lại công đạo, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Nhạc bất quần, ngụy quân tử một cái, những gì hắn làm liền không cần nhiều lời. Bây giờ hàng sơn phái trưởng môn định nhàn có thể bất tử, ninh trung tắc một nhà có thể không cửa nát nhà tan, toàn là bởi vì sở mục tra tay giết nhạc bất quần. Về phần nhậm ngã hành, mà giáo giáo chủ cái này bốn chữ liền có thể khái quát hết thảy. So với trốn ở trong hoa viên theo hoa đông phương bất bại, chỉ có thể tai họa người một nhà dương liên đình, nhậm ngã hành là thật tài giỏi, cũng chính là lệnh hồ sung không có sinh ra sớm cái tầm 10 năm, nếu không hắn liền có thể mở mang kiến thức một chút ngũ nhạc kiếm phái cùng nhật nguyệt thần giáo đại chiến. Sau lưng sở mục, một cái tiếp theo một cái xuất hiện thần giáo trưởng lão nghe vậy, cũng là nhìn không được bật cười, từng cái đi theo giáo chủ cười đến người ngã ngựa đổ. Chỉ bằng ngươi câu nói này, nhạc bất quần nếu là còn sống, khẳng định sẽ đem ngươi trục xuất sư môn sở mục lắc đầu cười nói ngươi chính là cái kẻ hồ đồ a à. bảo đại sở dẫn người lên đi hôm nay nên ta thần giáo cùng ngũ nhạc kiếm phái một lần cuối cùng đại chiến trận chiến này như thắng bản giáo chủ có thể giải các ngươi thập đại trường lão phần tâm chỉ kinh. tạ giáo chủ bảo đại sở mừng rỡ như điên hét lớn mặc dù không có phần tâm chỉ cũng còn có tam thi não thần đan nhưng có thể thiếu một cấm chế là một cái. Đồng thời giáo chủ đều nể tình, Người dám không mừng rỡ như điên sao. Là không phải là không muốn tại thần giáo hỗn rồi. Giấu ở bốn phía thần giáo giáo đồ lộ tuyến hiện thân, chỉ ít mấy lần tại đối phương giáo chúng xuất hiện tại dưới mặt tuyết, chung quanh trong rừng rậm, thậm chí từ đối phương phía sau đều xuất hiện thần giáo giáo đồ. Bên trên, bảo đại sở một tiếng hô quát, người khoác một thân trắng giáo chúng liền cùng nhau tiến lên, từ hai bên đem ngũ nhạc kiếm phái cùng thiếu lâm tự đám người bao sủi cảo. Mà giáo tặc tử, muốn chết. Chính đạo bên kia mặc dù người ít, nhưng cao thủ lại là muốn so thần giáo càng nhiều, nhất là thiếu lâm tự phương trượng phương chính bên người người lão tăng kia, càng là cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Dưới mắt thấy bảo đại sở chờ thần giáo trưởng lão dẫn người đánh tới, cũng là không chút nào khiếp đảm bắt đầu phản kích. Đồng thời, lệnh hồ Xuân cùng phong thanh dương cũng rốt cục cùng sở mục đối mặt, ba cái tu luyện độc cô cửu kiếm người bắt đầu kịch chiến. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 69 Sát cục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngâm Bén nhọn tiếng kiếm minh bên trong, ba thanh trường kiếm hổ kích, kiếm khí bén nhọn bộc phát, không bên trong rơi xuống bông tuyết tại ở gần ba người thời điểm đều bị đều đặn chia thành hai nửa. Vừa giao thủ một cái, lệnh hồ sung liền coi như là minh bạch sở mục công lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, rõ ràng là phe mình hai người tệ công với hắn, lại bị kia cường hãng công lực trực tiếp áp chế. Phá kiếm thức Sở mục đi đầu sử xuất chính kiếm bên trong chuyên phá kiếm pháp chiêu thức, chân vũ kiếm chém ra khoảng chừng dài ba trượng kiếm khí, quét ngang bông tuyết trảm tại hai người đồng thời cản trước người trường kiếm trên thân kiếm, trực tiếp chấn động đến hai người khí huyết cuồn cuộn, thân hình bay ngược. Như thế công lực, đã là có thể nhất lực hàng thập hội, đưa đến đại lực ép ngang tác dụng, cái gọi là kiếm pháp tinh diệu hoàn toàn không nhìn ra, công lực mạnh bao nhiêu ngược lại là nhìn ra. Bất quá độc cô cửu kiếm không câu nệ tại hình, thuận tay nhặt ra tức là kiếm pháp, sở một cái này một trảm cũng coi là vô chiêu thắng hữu chiêu, cười. Tử Hà Thần Công, còn có dịch cân kinh sở mục nhìn về phía lệnh hồ sung lông mày dương nhẹ thiếu lâm tự con lừa trọc ngược lại là bỏ được vậy mà đem dịch cân kinh cũng truyền thụ cho ngươi khó trách ngươi có thể bằng vào hành khí chi cảnh ngăn lại một kiếm này tử hà thần công cứng cỏi dịch cân kinh vững chắc cả hai tương hợp đưa đến một cộng một lớn hơn hai tác dụng lại thêm lệnh hồ sung khoảng thời gian này lấy hấp tinh đại pháp đã hấp thu không ít làm ác người nội lực hắn mặc dù không có phá cảnh nhưng nội lực tinh thuần cường đại, đều là thắng qua bình thường hành khí cảnh võ giả. Viên này trái cây trưởng thành, có chút vượt quá sở mục đoán trước. Bất quá đối với sở mục đến nói, lệnh hồ sung càng mạnh càng tốt, hắn càng mạnh, sở mục cướp đoạt công lực của hắn về sau thu hoạch cũng lại càng lớn. Sung nhi, dùng phá khí thức. Phong Thanh Dương nói. Lệnh hồ sung khẽ gật đầu, cùng Phong Thanh Dương đồng thời xuất kiếm. Vụt trầm tĩnh thanh lãnh kiếm quan kiềm chế vì một tuyến, so với thiên sơn tuyết đều muốn lạnh, đều muốn trắng, kiếm khí bén nhọn cắt phong tuyết, chém trách khí kình, từ hai bên đồng thời chém về phía sở mục. So với trước đó kia cao vài trượng kiếm khí, hai người kiếm khí cũng không hiển cường thế, nhưng kia sương trắng kiếm khí, lăng lệ kiếm thế, lại là muốn so sở mục kia đại lực ép ngang thao tác mạnh nhiều. Mặt đối với hai người giáp công, sở mục tiếp tục phát huy ưu điểm của mình, vừa to vừa dài kiếm khí trực tiếp quét ngang, mặc kệ ngươi kiếm khí như thế nào lăng lệ, đều muốn tại thô lại dài phía dưới sụp đổ. Bành Hai người toàn lực vị trí kiếm khí bị ngang ngược đánh tan, sở mục thân ảnh có chút lóe lên, biến mất tại tóe lên tuyết bay bên trong. Nháy mắt sau đó, đạo đạo tàn ảnh xuất hiện tại hai người quanh người, kiếm quan thoáng hiện, trực chỉ hai người yếu hại. Phong Thanh Dương cùng lệnh hồ sung hai người con người thích chặt, không hẹn mà cùng xuất kiếm đâm về lấp lóe tàn ảnh, muốn lấy công địch tất cứu chi yếu quyết bức sở mục trở về thủ. Nhưng là, chuyện lúng túng tại thời khắc này phát sinh. Chỉ thấy lời kiếm trực tiếp đâm trúng sở mục, lại bị bên ngoài cơ thể tử hà cương khí ngăn lại, ngay sau đó sở mục thân hình chấn động, một cổ phái nhiên khó cản chi lực phản chấn mà đến, làm cho hai người trường kiếm rung động, suýt nửa rời tay mà bay. Độc cô cửu kiếm chỉ công không tuân thủ, công địch tất cứu chuẩn tắc cũng không có cách nào trên người sở mục phát huy tác dụng, ngược lại là đem hai người lâm vào hiểm địa. Trong chấp nhoáng này thất bại trực tiếp để hai người lâm vào nguy cơ sinh tử, giống như rắn độc mũi kiếm trực tiếp hôn hướng cổ của bọn hắn. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, người mặc màu vàng tăng bào lão tăng xuất hiện tại hai người sau lưng, hai trưởng đồng thời chống đỡ hai người phía sau, ba người công lực trót thành một cổ, tuôn ra khí lãng đẩy ra chân vũ kiếm. Đồng thời, một đạo lén lút thân ảnh xuất hiện sau lưng sở mục, mang theo rét lạnh chi khí bàn tay lặng yên ấn hướng sở mục phía sau lưng. Bành Trong điện quan hỏa thạch, sở mục lại như sớm có dự phòng trở lại một trưởng chống đỡ rét lạnh trưởng kình, đem hàng khí hoàn toàn cự tại ngoài thân. Tả lãnh thiền, ta sớm biết ngươi chó đổi không được đớp cứt. Sở mục chế nhạo lấy nhìn hướng phía sau người đánh lén. Không sai, lần này kẻ đánh lén vẫn là chúng ta tả đại trưởng môn. Hắn tại trong loạn chiến đột nhiên tiếp cận sở mục, muốn lấy hàng băng trưởng thẳng đến sở mục hậu tâm. Nhưng mà lấy sở mục thực lực bây giờ, trong vòng mấy trường một điểm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Tả lãnh thiền đánh lén căn bản không có cách nào đưa đến tác dụng. Như lần trước tại thiếu lâm tự, tả lãnh thiền đánh lén không thành, cũng như lần trước, hắn tại thời khắc này lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Hàng băng chân khí vượt xa quá khứ băng hàng chi khí từ tả lãnh thiền trên lòng bàn tay phát ra, nó khí kình chi xâm lạnh, làm sở một cảm giác bàn tay của mình chống đỡ trụ cùng nhau ngàn năm huyền băng, cả bàn tay đều trong nháy mắt này bị băng sương bao trùm. Đồng thời, đất tuyết đột nhiên xuất hiện thẳng tắp hình chập trùng, hai thân ảnh từ tuyết động hạ sông ra, băng lãnh đao quang ánh vào trong mắt mọi người. Sát cơ, tại thời khắc này bạo động. Xuất thủ. Lệnh hồ sung, phong thanh dương, còn có người lão tăng kia cũng là đồng thời xuất thủ, hai thanh lợi kiếm, một đạo trưởng kinh đồng thời đánh tới. Kiếm khí rét lạnh, trưởng kinh cương mảnh, con đường lộ số, cho là thiếu lâm tự đại lực kim cương trưởng không thể nghi ngờ. Mà kia hai cái tìm hành tập kích người, đao pháp tàn nhẫn lại sát khí sâu nặng, luận thực lực đúng là không kém phong thanh dương cùng lệnh hồ sung tổ hợp này bao nhiêu. Đây là nhằm vào sở mục sát cục. Rồng rã sáu người, mỗi một cái đều là đỉnh tim cao thủ, liền xem như lệnh hồ sung, hắn cũng có thể ỷ vào kiếm pháp cùng thâm hậu căn cơ cùng tiên thiên cao thủ đỏ sức. Mà tả lãnh thiền, công lực của hắn đúng là trong thời gian thật ngắn đột nhiên tăng mạnh, lúc này hàng băng chân khí mượn thiên sơn tuyết bay chi hàng, bộc phát ra 12 thành uy năng. Kiếm quan, trưởng kình, đao quan, hàng kình, một loạt yếu tố tạo thành tất sát chi cục, nơi này khắc chân tướng phơi bày. Trong lúc nguy cấp, sở mục thân thể nở rộ một tầng kim quang, đem sở mục toàn thân nhuộm thành kim sắc. Kim cương bất hoại thần công phát động. Không thể phá vỡ kim thân tại tử khí bên trong như ẩn như hiện, đào kiếm trưởng đánh tan ngoại vi cương khí, lại tại kim thân trước đó gặp khó. Mặc kệ là như thế nào lăng lệ khí kình, như thế nào cương mãnh kình lực, cùng cỡ nào rét lạnh khí tức, đều khó mà vượt qua lôi trì nửa bước, chỉ để lại từng tiếng âm vang đang vang vọng. Nhưng ở đồng thời, càng lớn đòn sát thủ cũng rốt cục xuất thủ tuyết trắng thân ảnh vọt lên thiên không đầu dưới chân trên hướng sở mục đánh tới trên tay của hắn nắm lấy một thanh lóe hàng quan trường thương màu đen mũi thương mang theo làm người sợ hãi phong mang đâm thẳng sở mục thiên linh vô ngân công tử phong thanh dương nhìn thấy người này không khỏi một tiếng kinh hô lộ vẻ đối sự xuất hiện của hắn không có chút nào đoán trước mà càng làm cho người ta kinh ngạc là vô ngân công tử gia nhập trận này sát cục đồng thời cùng đám người đưa đến hoàng mỹ phối hợp hắn đền bù bên trên cái cuối cùng lỗ hổng từ bên trên trực kích sở mục thiên linh yếu hại nhìn kia trường thương màu đen phong mang hiển nhiên là một loại nào đó cực đoan sắc bén thần binh lợi khí là chuyên môn dùng để đối phó kim cương bất hoại thần công nếu như là cổ tam thông kia trường thương này nên không cách nào đưa đến tác dụng nhưng nếu là sở mục vậy coi như chưa hẳn tốt. Tại bực này trước mắt, sở mục lại là hô một tiếng tốt, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng kia khiến con ngươi không tự giác nắm chặt phong mang, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui vẻ, vô ngân công tử, ngươi quả thật xuất hiện. Ngoài thân tử khí hóa thành thái cực xoay tròn, vây công sở mục đám người trực tiếp tự mình kia kích trên bất phôi chi thân kình lực bị nhất cử thu nạp, hội tụ thành một cổ vô cùng chi lực. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 Kiếm Pháp Đại Thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giác lên một tầng kim quan con ngươi cùng vô ngân công tử đối mặt, nắm chắc thắng lợi trong tay ánh mắt khiến vô ngân công tử trong lòng rung lên. Nhưng mà, sát cục đến cái này chân tướng phơi bày thời khắc, dù là vô ngân công tử cảm giác được không đúng, cũng vô pháp thu tay lại được nữa. Ta một mực chờ đợi đợi, chờ đợi ngươi đến, vô ngân công tử tại hấp thu tương Tây tứ quỷ lại thêm mấy đại trưởng môn công lực cùng võ công về sau, sở mục nguyên không đến nổi ngay cả phản công cũng không được, nhưng hắn vì để cho vô ngân công tử xuất hiện, lại là cố ý áp chế thực lực, dẫn đạo đối phương từng bước một tra bài. Bây giờ đối phương chân tướng phơi bày, cũng nên là sở mục tuyệt địa phản kích thời khắc. Bàn tay màu vàng ống cầm mũi thương, quỷ dị khí kình tan mất vô ngân công tử bám vào tại trường thương bên trên nội lực, càng làm kia so với kim thiết còn cứng trắng hơn bàn tay một mực dơ cao ở trường thương, gián tiếp đem vô ngân công tử thân hình ngừng giữa không trung. Mị ảnh thần công hóa tiêu nội lực, thái cực công tá lực đã lực, kim cương bất hoại thần công không thể phá vỡ. Tại cái này ba môn võ công duy trì dưới, sở mục lại là đồng thời cùng bảy đại cao thủ chống đỡ. Hai thanh thon dài võ sĩ đao chém vào sở mục cái cổ, hai thanh lăng lệ trường kiếm đâm vào trái sau hậu bối cương mảnh một chưởng khắc ở hậu tâm, một chưởng mang theo hàng khí ý đồ đông cứng bàn tay trái. Mà sở mục, thì là quan kiếm đưa tay, bắt lấy vô ngân công tử đột thứ. Đao khí, kiếm khí, chưởng kình, hàng khí đồng thời xâm nhập sở mục chi thân, lại bị bên ngoài cơ thể kia như ẩn như hiện thái cực độ hình mượn chuyển khí kình, phản công hướng những người khác. Người của đông xưởng tại núi Thanh Thành tìm ba ngày ba đêm, vết dư thương hại cả nhà, cũng chém vết không ít thiên cương địa sát thành viên, nhưng ngươi cái này lớn nhất, có giá trị nhất thiên khôi tinh lại là chưa hề xuất hiện. Sở mục nhất miệng cười nói. Từ khi đó bắt đầu, ta đã nhìn chầm chầm tả lãnh thiên. Các ngươi kế hoạch tự cho là chu đáo chặt chẽ, lại không biết ta đã sớm thu được phong thanh A. À? Không có khả năng. Tả lãnh thiên cuồng thúc nội lực đồng thời, phản bác nói, cho dù là ngũ nhạc kiếm phái bên trong người cũng không biết chúng ta vây giết kế hoạch, người biết chuyện cũng chỉ có chúng ta mấy người này ngươi làm sao có thể thu được phong thanh tả lãnh thiền sắc mặt đã là hoàn toàn không có lúc trước vẻ đắc ý trong mắt tràn đầy âm mưu tính sai cuồng nộ cùng không cam lòng hắn không muốn tin tưởng mình đám người mưu độ ngay từ đầu liền thất bại không cần biết được toàn bộ chỉ nên biết được ngươi có động tác liền cơ bản có thể đoán ra vô ngân công tử ở chỗ của ngươi người khác cho là ngươi tả lãnh thiền chỉ là cùng vô ngân công tử có cấu kết nhưng ta là biết ngươi căn bản chính là chu vô thị người sở mục nói chuyện đồng thời thể nội chi khí dần dần ngưng tụ thành vòng xoáy quanh thân kia mắt trần có thể thấy các loại khí kình bắt đầu cấp tốc hướng về sở mục thể nội chảy tới là hấp tinh đại pháp lệnh hồ xuân vô ý thức liền muốn đồng dạng vận khởi hấp tinh đại pháp chống cự nhưng khiến người hải nhiên chính là mình hấp lực kém xa sở mục một thân nội lực vẫn giống như nước thủy triều tràn vào sở mục thể nội là hấp công đại pháp vô ngân công tử nhọn kêu ra tiếng đám người hợp lực thoát thân nếu không tất cả chúng ta công lực đều sẽ bị hắn hấp thu trống không thân là chu vô thị tâm phúc vô ngân công tử thế nhưng là minh bạch môn thần công này kinh khủng dù sau năm đó vô ngân công tử thế nhưng là tự mình cùng chu vô thị đánh qua một khung nếu không phải hắn đầu hàng đủ nhanh sợ không phải cùng bá đao đồng dạng bị chu vô thị từ tiên thiên hút tới hậu thiên đánh cho cảnh giới lui chuyển Môn võ công này người tu luyện công lực càng mạnh, cướp đoạt công lực hấp lực lại càng lớn, lấy sở mục bây giờ công lực, mọi người ở đây bên trong nếu là một chọi một, không ai có thế tại công lực bên trên thắng qua hắn. Đồng thời, hắn cũng coi là minh bạch sở mục cái này một thân tinh xảo thái cực tạo nghệ từ đâu mà tới. Nguyên bản còn tưởng rằng xung hư bọn người là bị hấp tinh đại pháp hấp thu công lực, hiện tại xem ra, võ công của bọn hắn cũng đồng dạng bị hút đi. Nghe nói hấp công đại pháp chi danh, đám người lúc này cũng không đoái hoài tới tả lãnh thiền cùng vô ngân công tử đến tột cùng là bên nào người, bọn hắn vội vàng đồng thời thúc lực, mạnh kháng sở mục trên người hấp lực. Rồng trả bảy cổ nội lực đồng thời thôi phát, cùng sở mục tự thân hấp lực chống đỡ, kia vần quanh ở xung quanh người thái cực độ đều trở nên vặn vẹo, không khí đều bị nội lực ép tới sền sệt vô cùng. Oanh Giống như trời nắng sấm sét nổ vang, khí kình như sóng lớn vỗ bờ, đánh cho đám người cùng nhau bay ngược sở mục thân ảnh lấp lóe, xuất liên tục sáu trưởng, lục đạo chưởng kình cơ hồ là không phân tuần tự đánh vào phong thanh dương, thiếu lâm lão tăng, tả lãnh thiền, hai cái người bịt mặt, vô ngân công tử trên thân, làm bọn hắn lại bị thương nặng. Cuối cùng, hắn giống như quỷ ảnh xuất hiện tại lệnh hồ sung bên cạnh thân, hai tay hóa ra trùng điệp huyễn ảnh, chợt đánh chợt cầm, đánh tan lệnh hồ sung phản kích, đánh bay trường kiếm của hắn, một tay đè chặt bộ ngực hắn đại huyệt, đem nó chế trụ. Hấp công đại phát. Tử hà cương khí và dịch cân trải qua công lực đồng thời tràn vào sở mục thể nội, càng máu chốt, vẫn là kia lấp lóe trong đầu tinh diệu thể ngộ. Lúc trước tận lực thả đi trái cây, bây giờ có thể thu hoạch. Vẹn vẹn một hơi công phu, sở mục liền để lệnh hồ sông công lực hấp thu không còn, thuận tay vứt cho chạy tới ninh trung tắc. Độc cô cửu kiếm, ta cuối cùng là luyện xong rồi. Ha ha ha, sở mục nhìn không được cất tiếng cười dài, đưa tay đem chân vũ kiếm hút nhiếp tới, vượt không vung trảm, kiếm khí tại trời cao bên trong hóa thành chính đạo vòng tròn, giống như cửu luân thanh lãnh minh nguyệt, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Nó những nơi đi qua, tuyết bay vì nó nhất thanh, hàng phong vì đó trì trệ, mà bị cửu luân kiếm khí minh nguyệt đánh lên đám người, đều là trong lòng nghiêm nghị, một cổ nguy cơ rất lớn cảm giác sông lên đầu. Đang Oanh Bành khác biệt tiếng vang phát sinh ở người khác nhau trên thân, vô ngân công tử lấy mạng thiên hoa vũ đính kim tiền liên tiếp oanh kích kiếm khí minh nguyệt, nhất trọng nhất trọng suy yếu kiếm khí, nhưng vẫn là bị cường hãn khí kình chấn động đến thổ huyết. Hai cái người bịt mặt bộc phát cực mạnh đau khí ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh vỡ bên ngoài áo đen, lộ ra bên trong khác hẳn với người trung nguyên phục sức, đồng thời đụng ngã cách đó không xa trong rừng cây số cây đại thụ. Phong Thanh Dương cùng Thiếu Lâm Lão Tăng cũng bị kiếm khí gây thương tích, vốn là thương thế không nhẹ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Về phần tả lãnh thiền, hắn trơ mắt nhìn kiếm khí minh nguyệt đánh tới, nội lực lại là tại thể nội thẳng vọt, không nghe sai khiến, cuối cùng thảm tao kiếm khí minh nguyệt cắt, tứ chi lộ ra đều là ly thể mà bay. Hô hô, Phong Thanh Dương trực xuyển thô khí, trên mặt nổi lên một tầng cho tàn chi sắc, tuyệt vọng nói. Xuân Nhi là khó gặp kiếm đạo thiên tài, hắn hấp thu sung nhi độc cô cửu kiếm, kiếm pháp lập tức liền đạt tới cùng sung nhi giống nhau trình độ. Mới một kiếm kia, lấy độc cô cửu kiếm vô chiêu dung hợp thái cực kiếm chi pháp môn, hắn tại kiếm pháp bên trên nhược điểm được bù đắp. Tả lãnh thiền tu luyện lao đức nặc đưa tới, tịch tà kiếm phổ, đã là đột phá tiên thiên cảnh. Vừa mới hắn một chưởng kia tuy mạnh, nhưng lực phân sáu cổ, tuyệt không đến mức để tả lãnh thiền không hề có lực hoàn thủ, không cách nào ngăn cản kiếm khí vô ngân công tử cũng là lộ ra một nụ cười khổ nhìn về phía sở mục nói lao đức nặc là ngươi người để ngươi biết được tả lãnh thiền có hành động cũng là lao đức nặc bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video